xin chân thành gửi đến quý thính giả quyển sách Những trò nguy biện biến sai thành trái. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ. Nhà biên soạn: Công ty sách iSách Alpha Book. Chủ biên: Nguyễn Thụy Khánh Chương. Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Quyển sách này thuộc bộ sách S4S, viết tắt của Skill for Success, kỹ năng nhỏ thành công lớn. Sách được trình bày dưới dạng 34 đề mục. Mỗi đề mục sẽ có dẫn giải chi tiết và phân tích các phương pháp ngụy biện. Sách Những trò ngụy biện biến sai thành trái được chúng tôi chia thành 9 phần nhỏ. Mỗi phần có khoảng từ 4 đến 5 đề mục. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Lời nhà sản xuất. Lý luận hợp lý là nền tảng để chiến thắng mọi cuộc tranh luận, nhưng các ngụy biện lại hủy hoại chúng. Hiểu biết về các ngụy biện rất quan trọng, vừa để tránh được những ngụy biện vô tình hoặc hữu ý của người khác sử dụng, vừa để chủ động sử dụng chúng với nhiều mục đích khác nhau. Cuốn sách này được viết ra như một lời chỉ dẫn thực hành, dễ đọc và hài hước về ngụy biện cho những ai mong muốn giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Chúng tôi lựa chọn những ví dụ minh họa thiết thực, gần gũi với đời sống xã hội Việt Nam, được viết bằng giọng văn hóm hỉnh, không kém phần sâu sắc. Với mỗi ngụy biện, chúng tôi đều có những đoạn miêu tả rất dễ hiểu về bản chất và các tình huống cụ thể mà ngụy biện đó có thể nảy sinh. Những trò ngụy biện nằm trong dòng sách tư duy logic của Alpha Book. Chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến bạn đọc hai trong số những cuốn sách trong dòng này. Đó là Viết gì cũng đúng của giáo sư Anthony Weston và Cãi cái gì cũng thắng của chủ tịch viện Adam Smith Mustang Spirier. Đọc bộ sách, bạn sẽ biết cách nhận diện từng ngụy biện và xây dựng hệ thống miễn nhiễm trước chúng, đồng thời có khả năng bảo vệ bản thân khỏi thế công kích và biết cách đánh bật lại chúng. Dù dưới hình thức tranh luận nào, bạn cũng sẽ trở nên linh hoạt, khôn ngoan đến không ngờ. Alpha Books. Lời giới thiệu. Tôi có thể cãi thắng mọi chủ đề trước mọi đối thủ. Mọi người biết điều đó và cố đá tôi ra khỏi những bữa tiệc. Thương thi, để tỏ ra tôn trọng, họ chẳng thèm mời tôi đến những bữa tiệc đó. Trích dẫn lời của David Berry. Biết về tranh luận để làm gì? Tranh luận là chủ đề yêu thích của các triết gia Hy Lạp cổ đại nghiên cứu từ rất xa xưa. Ngày nay, những cuộc tranh luận diễn ra khắp nơi, dưới mọi hình thức, từ việc bạn và bạn bè mình bàn bạc xem nên đi xem phim gì, đến những cuộc tranh luận chiến lược diễn ra trong phòng kín của các nguyên thủ quốc gia. Chúng ta tranh luận nhiều đến nỗi coi nó quá bình thường và không có gì phải bàn tới. Nói đến tranh luận, chúng ta thường nghĩ tới hoạt động có hai chủ thể người tham gia, chẳng hạn như tranh cãi miệng hay bút chiến trên báo chí, mà tôi tạm gọi là tranh luận trực tiếp. Tuy nhiên, trong thực tế còn rất nhiều tranh luận mang tính gián tiếp, nghĩa là không có sự tham gia của hai chủ thể. Chẳng hạn như, bạn đọc một thông tin quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ với nội dung nước lau nhà Clan tiêu diệt tất cả vi trùng vì được hiệp hội những người ghét vi trùng chứng nhận. Bản thân thông điệp đó là một kết luận, vì được hiệp hội những người ghét vi trùng công nhận, do đó nước lau nhà Clan tiêu diệt tất cả vi trùng. Ngay lập tức, bạn sẽ có những ý kiến đồng tình hoặc phản đối cho phát biểu trên. Khi không đồng tình, trong đầu bạn bật ra những lý lẽ phản biện, sẵn sàng đáp trả lại hãng sản xuất nước lau nhà Clan. Theo thống kê, trung bình mỗi người Mỹ tiếp xúc với hơn 5.000 thông điệp quảng cáo mỗi ngày. Rất nhiều trong số đó có những phát biểu về sản phẩm. Tôi không có số liệu của Việt Nam, chắc chắn là ít hơn, nhưng cũng không phải là quá ít. Điều đó có nghĩa là chúng ta liên tục có cơ hội tranh luận với những chủ thể vô hình,
Đó là chưa kể đến những tranh luận trực tiếp liên tục diễn ra từ lúc chúng ta chào buổi sáng đến khi leo lên giường đi ngủ vào ban đêm. Vậy, câu hỏi đặt ra là tranh luận là gì? Ai cũng có một tập hợp những quan điểm riêng về thế giới hay gọi cách khác là thế giới quan. Thế giới quan bao gồm tất cả những quan điểm về cuộc sống, công việc, xã hội, con người, vân vân và vân vân. Mỗi người có một thế giới quan khác nhau. Nó được hình thành trên cơ sở những thông tin mà chúng ta thu thập được. Thông tin đã qua bộ lọc xử lý và những định kiến cá nhân của mỗi người. Vì mang trong mình những thế giới quan khác nhau, mỗi chúng ta sẽ đưa ra những kết luận khác nhau cho cùng một vấn đề. Chúng ta rất tin tưởng thế giới quan của mình, cũng tự tin với những kết luận mình đưa ra và luôn cố gắng chứng minh tính đúng đắn của nó trong hầu hết các trường hợp. Do vậy, trừ khi bạn sở hữu một quyền lực nào đó, có khả năng ép buộc mọi người xung quanh đồng tình với quan điểm cá nhân của mình. Còn không, cái thế giới quan đúng đắn đó buộc phải được chứng minh thông qua tranh luận. Quan điểm chung của cuốn sách này là những kết luận khác nhau chính là nguồn gốc của tranh luận. Khi đọc những dòng này, chắc hẳn sẽ có bạn đồng tình với kết luận của tôi. Và khi bạn không đồng tình với tôi, nghĩa là trong đầu bạn đã có một kết luận khác cho phát biểu. Các kết luận khác nhau chính là nguồn gốc của tranh luận mà tôi vừa nêu ra ở trên. Chúng ta đã hiểu một cách đơn giản căn nguyên của tranh luận. Tuy nhiên, tranh luận chưa phải là điểm dừng ở đây. Để tranh luận, chúng ta cần những công cụ hỗ trợ. Vì căn nguyên của tranh luận là các kết luận khác nhau và không ai trong chúng ta dễ dàng nghe theo kết luận của người khác. Cho nên, chúng ta bắt đầu đưa ra những lý lẽ phản bác ý kiến của đối phương, cũng như tìm cách củng cố tính vững vàng cho kết luận của mình. Những lý lẽ đó được gọi là lập luận. Chẳng hạn, tôi là một tay chuyên bán các phần mềm kinh doanh của công ty Sabasa. Khi gặp một công ty nào đó, tôi luôn quả quyết rằng sản phẩm của Sabasa là tốt nhất trên thị trường vì được 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam tin dùng. Lý lẽ ở đây là vì 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam tin dùng nên sản phẩm của Sabasa là tốt nhất trên thị trường. Lập luận không phải là lập luận. Phải bao gồm hai phần cơ bản, tiền đề và kết luận. Bên cạnh đó, một lập luận đúng còn phải tuân thủ chặt chẽ hai nguyên tắc sau. Thứ nhất, tiền đề phải đúng. Và thứ hai, suy luận phải dẫn dắt từ tiền đề đến kết luận một cách có căn cứ. Với những lập luận đáp ứng đủ hai nguyên tắc trên, chúng ta gọi chúng là những lập luận hợp lý. Với những lập luận chỉ tuân theo suy luận đúng mà tiền đề sai, chúng ta tính những lập luận này vào nhóm lập luận có căn cứ nhưng không hợp lý. Một lập luận hợp lý sẽ tuân theo những ví dụ dưới đây. Những người chăm chỉ nhiều khả năng thành công hơn những người lười biếng. Do đó, bạn nên chăm chỉ. Còn lập luận có căn cứ nhưng không hợp lý sẽ như sau. Cánh cụt thuộc loài chim. Chim biết bay. Do đó, cánh cụt biết bay. Ở đây ta thấy, dù gọi là chim cánh cụt, nhưng cánh cụt vốn thuộc loài chim không cánh. Lập luận này vẫn tuân theo đúng cách thức suy luận có căn cứ, nhưng tiền đề đã sai. Do đó không phải là một lập luận hợp lý. Ngụy biện. Ngụy biện là một từ Hán Việt. Ngụy nghĩa là giả dối, biện chính là tranh luận. Ngụy biện là một lập luận mang lỗi suy luận, khiến nó trở nên vô căn cứ hay không hợp lý. Lưu ý, ngụy biện không phải là một lập luận có căn cứ với những tiền đề sai. Ngụy biện được tạo ra một cách có chủ ý, nhằm giành thắng lợi bằng mọi giá của những kẻ thất thế thích cãi cùng hay những khi chúng ta vô tình không nhận ra một hay vài lập luận nào đó của mình không có căn cứ. Chẳng hạn, đây là một ngụy biện. Mắt thường không thể nhìn thấy được các tế bào, con người được cấu thành từ những tế bào, do đó mắt thường không thể thấy được con người. Có nhiều ngụy biện không được liệt kê trong cuốn sách này, tôi chỉ có thể trình bày các ngụy biện phổ biến nhất. Tuy nhiên, đầu tiên, tôi muốn bật mí cho bạn ba nguyên tắc chung mà bạn cần ghi nhớ để có thể nhận diện ngụy biện hay sáng tạo ra các ngụy biện cho mục đích cá nhân của bạn. Nguyên tắc thứ nhất, kết luận mà không cần có đủ thông tin. Nguyên tắc đầu tiên để xây dựng hay nhận ra một ngụy biện là rút ra kết luận từ quá ít thông tin cơ sở. Chẳng hạn tôi nói, người Việt Nam chi tiêu rất nhiều
vì những người bạn học của tôi đều chi tiêu nhiều. Thì tôi đã phạm vào ngụy biện. Ở đây, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng tôi không thể dùng thông tin về số ít người bạn học mà tôi quen biết để rút ra kết luận cho toàn bộ người Việt Nam được. Chưa kể, có thể tôi chỉ thấy họ khi họ đang mua sắm và không phải lúc nào họ cũng làm việc đó. Nguyên tắc thứ hai, không đoái hoài đến những khả năng khác. Hai sự kiện xảy ra đồng thời có thể chung tay dẫn đến một kết quả, hoặc chỉ một trong hai sự kiện đó tạo ra kết quả. Sự kiện còn lại chỉ xảy ra mà không mang lại kết quả nào liên quan. Bằng cách nhìn vào một hay hai sự kiện và đưa ra kết luận mà không đoái hoài đến những khả năng khác, người lập luận đã phạm một ngụy biện. Chẳng hạn, các nhà báo kinh tế đôi khi lập luận rằng nguyên nhân duy nhất khiến giá vàng tăng là do chỉ giá tiêu dùng CPI, hàng thử biểu của lạm phát, của Việt Nam tăng cao và đẩy giá vàng lên. Lý do cho phép biểu trên là vì mỗi khi chỉ số CPI tăng thì giá vàng cũng tăng theo. Kết luận trên có thể đúng về mặt kinh tế học nếu chúng ta làm những phân tích chi tiết về giá vàng và chỉ số CPI. Tuy nhiên, về mặt suy luận logic thì đây là một ngụy biện. Có thể là chỉ số CPI đã đẩy giá vàng tăng cao, cũng có thể chỉ số CPI và giá vàng ngẫu nhiên cùng tăng trong thời kỳ mà vị báo chí kia trích dẫn. Ở đây, lập luận của nhà báo kia đã loại bỏ những khả năng khác dẫn đến kết luận. Nguyên tắc thứ ba, các ngụy biện không nằm dưới những dạng đơn giản. Như đã nêu ở trên, ngụy biện cơ bản là một lập luận, và rất nhiều những lập luận không thể hiện dưới những hình thái đơn giản như các ví dụ mà tôi nêu ra ở trên. Phần lớn thời gian, chúng ta đưa ra vô số lập luận dưới rất nhiều hình thái cấu trúc khác nhau. Chẳng hạn, nhiều bậc phụ huynh muốn con cái chăm chỉ học hành đã dọa con trẻ như sau: lo học hành đi, không thì ra bãi giữ xe bây giờ. Câu nói đó chính là một lập luận, dù rằng các con của họ sẽ tập trung vào tính chất dọa nạt của phát biểu nhiều hơn là mặt logic của nó. Thực tế, phát biểu đó là một lập luận, phải gọi là ngụy biện thì đúng hơn. Và chúng ta có thể viết lại nó dưới hình thái suy luận như bên dưới. Đối với hình thái thông thường, lo học hành đi, không thì ra bãi giữ xe bây giờ. Đối với hình thái lập luận, lo học hành thì không ra bãi giữ xe, A thì không B. Do đó, không lo học hành thì ra bãi giữ xe, do đó không A thì B. Vì chính bản thân lập luận đã khó phát hiện, các ngụy biện ẩn trong những phát biểu mơ hồ, khó hiểu và đầy cạm bẫy khác càng khó bị phát hiện hơn. Điểm cần ghi nhớ ở đây là, nếu muốn phát hiện ra các ngụy biện, bạn phải liên tục suy nghĩ về mối quan hệ nhân quả và luôn đặt câu hỏi về tính xác đáng của các tiền đề trong bức tranh tổng quan của lập luận đó. Cuộc chơi tranh luận. Tranh luận dù trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ có hai bên tham gia. Vì vậy, nhìn theo cách nào đó, tranh luận là một trò chơi giữa bạn và đối thủ tranh luận của bạn. Từ sau này, tôi sẽ gọi tắt là đối thủ. Trong trò chơi này, cả hai sẽ cố gắng sử dụng những vũ khí của mình để giành chiến thắng trước người kia. Vì hai bên đều tin tưởng thế giới quan riêng của mình. Những vũ khí này bao gồm lập luận hợp lý, ngụy biện, quyền lực và uy tín. Tuy nhiên, trong phạm vi cuốn sách này, tôi chỉ giới thiệu kho vũ khí dùng trong cuộc chơi tranh luận giữa bạn và đối phương ở khía cạnh ngụy biện. Và tôi hy vọng bạn sẽ biết cách sử dụng những ngụy biện nguy hiểm này để giành thắng lợi và có thể là chiến thắng trong cuộc chơi tranh luận. Và ngụy biện diễn ra như thế nào trong đời sống xung quanh chúng ta? Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi quyển sách. Câu chuyện Tình yêu là một trò ngụy biện.
Để bắt đầu cuốn sách, chúng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một câu chuyện vui có khá nhiều những ngụy biện mà chúng ta sẽ thảo luận. Câu chuyện này chúng tôi sưu tầm được trên Internet, không rõ tác giả, có tên là Lorik học tán gái. Được phỏng theo câu chuyện, tình yêu là một ngụy biện, Love is a fallacy của Mark Schumann. Mời các bạn cùng đọc. Tôi là kỹ sư công nghệ thông tin, trong lứa tuổi 20 mấy, thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn. Ở trọ chung với tôi là tên bạn nối khố. Hai đứa tôi cùng mê một cô bé đang học tại Đại học Bách Khoa tên Hương, cũng theo ngành công nghệ thông tin. Dạo ấy, phong trào mặc áo da đang lên cao, nên thằng bạn chung phòng của tôi mới tạo một cái áo da bò màu vàng, với ý định dùng nó để cưa cô bé Hương. Phần tôi tin rằng với cái đầu sắc bén của một kỹ sư, với cái logic khổ luyện trong học đường của tôi, Hương sẽ thấy nó đáng giá gấp bội, cái áo da màu vàng nhảm nhí ấy. Rình rập mãi tôi cũng rủ Hương đi chơi lần đầu. Thật đúng là sắc đẹp thường tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Vì thế, tôi quyết định phải dạy cô bạn gái tương lai của tôi, logic trước khi tỏ tình. Tôi thì thầm vào tai Hương. Em có muốn học logic không? Logic là gì hả anh? Logic là môn khoa học trí tuệ em ạ. Không có logic nói chẳng ai muốn nghe. Biết logic rồi, có đuổi thì thiên hạ cũng kéo tới. Nghe mình buông dư lê đấy. Hay quá, thế anh dạy em logic được không? Ok, nhưng trước khi học cách lý luận đúng, em phải biết thế nào là lý luận sai trước đã. Từ người ta dùng để gọi những lý luận sai là ngụy biện. Vậy anh dạy em ngụy biện trước nhé. Tôi bắt đầu. Cái đầu tiên em phải biết là ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Là gì thế anh? Tức là thủ tiêu ngoại lệ. Ví dụ nhé, người ta cứ nghĩ cô gái nào lấy chồng Việt Kiều cũng ham tiền. Nhưng mình phải nói cho họ biết là đúng thế anh ạ, à, gần nhà em có một con bé. Tôi ngắt lời. Thế là em sai em ạ. À. Đâu phải ai lấy chồng Việt Kiều cũng vì tiền, cũng có người vì tình yêu, hay biết đâu họ quen nhau trước khi anh ta xuất ngoại. Đó là chưa kể, đâu phải Việt Kiều nào cũng giàu hơn người trong nước. Ờ nhỉ, logic vui với anh nhỉ, anh nói tiếp đi. Cái logic sai thứ hai là khái quát hóa vội vã. Ví dụ nhé, anh có một ông bạn buôn thuốc lá bên Đức, em cũng có một cô bạn buôn thuốc lá bên ấy. Vậy là ai ở Đức cũng buôn thuốc lá. Đúng đấy anh ạ, à, con bạn em nó, đúng là đúng thế nào? Tôi bật cười. Mình biết có hai người bên Đức buôn thuốc lá, đâu có nghĩa là ai bên ấy cũng đi buôn. Logic hay quá anh ơi, tiếp nữa đi anh. Bây giờ, tới ngụy biện nhân quả. Ví dụ nhé, đừng cho thằng em của em đi chơi theo chúng mình, lần nào nó đi theo cũng mưa. Lý luận thế là sai, vì trời mưa chả liên quan gì tới nó cả. Thấy Hương tròn xoe mắt thán phục, tôi nã đạn liên tục. Tiếp theo là ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. Nếu Thượng Đế làm gì cũng được, thì Thượng Đế có thể tạo ra một cục đá nặng, đến chính Ngài cũng không nâng nổi. Có đúng thế không em? Được chứ anh, chuyện nhỏ như con thỏ, Ngài có thể. Được là được thế nào? Nếu mà làm được, thì có nghĩa là có một cục đá Thượng Đế không nâng nổi. Mà lúc đầu, mình nói là cái gì Thượng Đế cũng làm được mà. Tôi nổi hứng nói tiếp, xuôi cả bọt mép. Tiếng Việt ta gọi là mâu thuẫn. Em biết mâu thuẫn là gì không? Mâu là cái giáo. Xưa có một anh chàng bán cái mâu. Anh nói, mâu của tôi vô cùng sắc bén, đâm gì cũng lủng. Sau đó, anh đem bán cái thuẫn, tức là cái khiên. Anh lại nói, thuẫn của tôi bền chắc vô cùng, không có gì đâm thủng. Có người đi ngang, bèn hỏi, thế lấy cây mâu của anh đâm vào cái thuẫn thì sao? Anh ta không trả lời được. Hương nhìn tôi như Tử Cống nhìn Khổng Tử. Anh vả là thông thái, nhưng sao càng nghĩ em càng thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Yên lặng nào, để anh giảng tiếp về ngụy biện lòng trắc ẩn. Ví dụ nhé, có một anh chàng kia thi rớt, nên anh ta năn nỉ ban giám hiệu cho anh vào đại học, nói rằng mẹ anh ta đang ốm nặng, trước khi chết chỉ muốn thấy anh có được mảnh bằng. Cha anh ta
là một nhà hảo tâm đóng góp rất nhiều cho xã hội, có công với đất nước. Nếu anh ta mà không vào được, thì chắc mẹ anh ta sẽ đau lòng mà chết. Hương thúc thích khóc. Tội quá anh ạ, thôi thì cho anh ta. Tôi gắt lên. Tội là một chuyện, nhưng xứng đáng hay không là chuyện khác. Bộ cứ bố làm công ích, mẹ đau nặng thì con cái được đặc quyền hay sao? Mà thôi, để anh dạy cái loại suy sai lầm cho em. Loại suy sai lầm là sao hả anh? Ví dụ như bạn anh, nó nói là học sinh đi thi nên cho phép mang theo sách. Luật sư ra tòa có thể có sách luật, kỹ sư đi làm cũng có sách tra cứu. Thế sao học sinh lại không được? Em hoàn toàn nhất trí. Nhất trí cái con khỉ, em tư duy lối mòn quá. Luật sư hay kỹ sư thì đi làm, còn học sinh thì đi thi để thầy cô kiểm tra xem họ học và nhớ được những gì. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Anh thật là thiên tài, nói đến đâu em hiểu ra đến đấy. Hứng chí quá, tôi vên mặt lên. Cái ngụy biện tiếp theo là ngụy biện giả thuyết. Ví dụ như ông thầy dạy sử, ông ấy nói không có quan Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh thì chắc ta vẫn còn bị bắt trị. Đúng đấy anh ạ, hồi ấy vua Lê. Đúng cái chỗ nào? Đúng là ngài có công, nhưng nếu không có ngài, có thể cũng sẽ có người khác đứng lên đánh đuổi quân Thanh mà. Biết đâu đấy, lại lấy cả được Lưỡng Quảng ấy chứ. Ừ nhỉ, cái ông quan Trung này rách việc. Tới đây thì tôi không còn đủ kiên nhẫn. Hương à, cũng khuya rồi, thôi để anh dạy em một cái ngụy biện cuối, rồi hôm khác ta học tiếp. Cái này gọi là suy luận dèm pha. Ví dụ nhé, tên bạn chung phòng với anh, hắn nói không nên đọc báo viết về công nghệ thông tin, mấy tay nhà báo ấy biết gì mà viết. Hương ngắt lời, nói thế là sai, vì đâu cứ phải dân công nghệ thông tin mới biết công nghệ thông tin. Vả lại, nhiều khi nhà báo họ còn làm công nghệ thông tin nên nhỉ? Sao bạn anh tư duy lối mòn thế? Tôi đắc chí. Ừ, thằng bạn anh nó lối mòn lắm em ạ. Đêm nào cũng thế, chẳng mấy chốc, Hương đã sắc bén về logic chẳng kém ai. Đêm hôm nay, tôi dẫn nàng ra bờ hồ đi quanh quẩn. Đợi nàng mỏi chân, tôi dìu nàng ngồi xuống băng ghế đá thủ thỉ. Em à, tối nay anh không nói chuyện logic nữa. Anh sẽ nói chuyện hai đứa mình. Hương ngắt lời. Hai đứa mình có gì đâu mà nói hả anh? Em yêu, sao lại không? Mình đã đi chung với nhau cả tháng rồi. Rõ ràng là chúng ta rất hợp nhau. Anh ơi, đừng khái quát hóa vội vã anh nhé. Em nói cái gì thế? Em nói anh, khái quát hóa vội vã. Đi chung với nhau đâu có nghĩ là hợp nhau ở anh. Vả lại, cũng mới chỉ có một tháng. Tôi bật cười. Em đùa vui quá, một tháng là đủ rồi em. Đâu còn phải ăn hết cái bánh mới biết là cái bánh ngon. Anh vừa loại suy sai lầm đó anh. Em đâu phải là cái bánh. Anh so sánh khập khiễng quá. Tôi cảm thấy gáy mình bắt đầu nóng lên. Hương à, em là niềm hy vọng của anh. Em mà từ chối, thì sao anh sống nổi? Tội cho anh. Cái công của anh mấy tháng nay. Ngụy biện lòng trắc ẩn anh ơi, tội là một chuyện, có công là một chuyện, xứng đáng hay không là chuyện khác. Tôi thấy nóng bừng cả mặt. Em nói quái quỷ gì thế? Em muốn logic hả? Được, anh cho em logic. Thế, ai dạy em logic thế? Thì anh chứ còn ai vào đây? Tức là em nợ anh, không có anh thì làm sao em biết logic? Ngụy biện giả thuyết anh ơi, không có anh thì có thể sẽ có người khác dạy, mà biết đâu là chả dạy tốt hơn anh ấy chứ. Anh không nhớ quan Trung Nguyễn Huệ à? Tôi la lớn lên, Hương này, đâu phải cái gì học được cũng nên đem ra áp dụng, đừng có nói loanh quanh mãi nữa. Anh nhá, đấy là anh đang ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ đấy. Đến đây thì tôi không thể kiềm chế nổi mình nữa. Em có thằng nào khác vậy không? Thằng nào thế? Em cứ nói tuột ra cho xong. Hương dịu dàng đáp. Thì anh bạn chung phòng của anh đấy chứ ai? Cái gì? Nó là cái thằng Sở Khanh. Anh ở chung với nó mấy năm nay
Anh biết rõ nó lắm. Anh đừng có suy luận dèm pha thế chứ. Tôi thở dài. Thôi được, anh chịu thua em. Anh bỏ cuộc. Em giỏi lắm. Chỉ xin em cho biết, tên đó có cái gì mà hơn anh cơ chứ? Hương mở tròn đôi mắt, thật thà đáp. Anh ấy có cái áo da bò màu vàng. Quý thính giả vừa nghe xong những nội dung đầu tiên của quyển sách này, gửi đến cả 5 đề mục đầu tiên với 5 loại suy luận. Thứ nhất là suy luận dèm pha. Thứ hai là lợi dụng quyền lực. Thứ ba, ngụy biện cảm tính. Thứ tư, lập luận cái mới. Và thứ năm, điệp nguyên luận. Mời quý thính giả lắng nghe. Suy luận dèm pha. Tục ngữ Trung Quốc có câu, đánh rắn phải đánh vào đầu. Một câu chuyện nhỏ để khái quát về suy luận dèm pha. Người đàn ông nói, tôi nghĩ chúng ta không nên rẽ phải ở đây. Đường này không có dấu vết xe cộ qua lại, có thể là con đường cục. Người phụ nữ nói, ai thèm nghe theo anh chứ, anh là một tên ngốc mà. Và câu chuyện để dẫn giải cho nội dung này là, tôi có một anh bạn tên Trung, là nhân viên marketing ở một công ty chuyên sản xuất các trò chơi trực tuyến. Cứ đầu quý 1 hàng năm, công ty của anh sẽ họp kế hoạch marketing cho cả năm. Trong cuộc họp đầu năm nọ, khi anh Trung làm tại công ty chưa lâu, trưởng phòng marketing yêu cầu mỗi nhân viên đứng lên thuyết trình về chiến lược quảng bá sản phẩm cho trò chơi đào vàng do chính người đó chuẩn bị. Kế hoạch nào hay nhất sẽ được chọn đưa vào triển khai và người đề xuất kế hoạch sẽ trở thành trưởng nhóm. Mỗi người sau khi thuyết trình xong sẽ giới thiệu bài thuyết trình của người tiếp theo. Trung là người cuối cùng và anh chàng thuyết trình trước chẳng ưa gì Trung cả. Anh ta quẳng vào ban giám đốc lời giới thiệu như sau. Các anh chị vừa nghe xong 5 bài thuyết trình, giờ xin mời anh Trung trình bày về kế hoạch đưa ra sản phẩm ra thị trường bằng những công cụ tiếp thị trực tuyến. Tuy nhiên, trước khi anh Trung bắt đầu, tôi xin lưu ý rằng anh Trung vừa mới chuyển đến công ty cách đây 2 tháng và không phải là một người chuyên về lĩnh vực tiếp thị trực tuyến. Xin mời anh Trung. Quá đểu, và bạn sẽ càng thấm thía chuyện này hơn khi bước chân vào chốn công sở. Bản thân lời giới thiệu đó bao hàm một ngụy biện rất thường gặp, suy luận dèm pha. Ngụy biện suy luận dèm pha hoạt động theo cơ chế rất tiết kiệm chất xám. Thay vì phí sức tranh cãi với những lập luận của đối phương, bạn cứ việc tập trung tấn công vào chính người đưa ra lập luận đó. Ngụy biện suy luận dèm pha được thực hiện qua 2 bước. Bước thứ nhất, đòi hỏi bạn tấn công một tính cách, đặc điểm, hoàn cảnh xuất thân hay một hành vi nào đó của đối thủ. Sau khi tấn công thành công, bạn sẽ sử dụng thành công đó như bằng chứng chứng minh lập luận của đối thủ là sai. Ngụy biện suy luận dèm pha từ xa xưa đã được các triết gia Hy Lạp phân loại và đặt tên gọi là ars hominem, tiếng Latin có nghĩa là tấn công người nói. Nó là một nhánh lớn trong gia đình ngụy biện. Nhánh ngụy biện này gồm nhiều ngụy biện nhỏ khác được phân chia theo cách thức mà người sử dụng ngụy biện tấn công vào đối thủ. Ngụy biện này phát huy hiệu quả tốt nhất với những đối thủ cảm tính. Những người này ngay cả khi sở hữu khả năng tư duy lý trí tuyệt vời, cũng thường mắc phải lỗi cãi giận mất khôn khi gặp phải những vấn đề liên quan đến cảm tính hoặc tự ái bản thân. Suy luận dèm pha là một ngụy biện, vì khi sử dụng nó, bạn đánh bại lập luận của đối thủ bằng cách sử dụng những thông tin liên quan đến cá nhân anh ta, nhưng không xác đáng, để chối bỏ lập luận của chính anh ta. Trong ví dụ về lời giới thiệu dành cho anh bạn Trung, anh chàng thuyết minh trước chưa nghe nội dung trình bày của Trung đã ngay lập tức tấn công vào cá nhân Trung với thông điệp ám chỉ rằng kế hoạch của Trung sẽ không đáng được xem xét chỉ bởi Trung là người mới và không có nhiều kinh nghiệm về tiếp thị trực tuyến. Trong thực tế, anh Trung bạn tôi hoàn toàn có thể áp dụng chéo những kinh nghiệm làm việc ở các công ty trước cũng như các chuyên môn về tiếp thị phi trực tuyến sang lĩnh vực mới này mà vẫn được một bản kế hoạch tuyệt vời. Để có thể dễ dàng ghi nhớ ngụy biện suy luận dèm pha, chúng ta hãy viết lại ngụy biện này theo hình thái lập luận đơn giản như sau. Bước 1. Đối thủ đưa ra lập luận A. Bước 2. Bạn tấn công đối thủ. Bước 3. Do đó, lập luận A của đối thủ là sai.
lợi dụng quyền lực. Kẻ thắng là kẻ mạnh, theo Frank Beckenbauer. Một câu chuyện nhỏ để dẫn dắt cho nội dung chính. Tớ nghĩ chúng ta nên dậy sớm để tập thể dục. Ôi, theo nhà vật lý nổi tiếng Nguyễn Văn A, dậy sớm là có hại cho não, do đó chúng ta nên ngủ đến 10 giờ sáng hay dậy. Nguyên biện này có thể được dùng để mở rộng phạm vi tìm kiếm lý lẽ bao biện cho kết luận của bạn, ngay cả khi kết luận đó không chính xác. Cơ chế hoạt động của nguyên biện lợi dụng quyền lực là sử dụng uy tín hay hình ảnh của những người được xem là chuyên gia làm cơ sở để khẳng định tính đúng đắn của kết luận hay phát biểu của chuyên gia đó. Thông thường, sử dụng uy tín của chuyên gia để làm cơ sở khẳng định tính đúng đắn của kết luận là một phương pháp đúng. Chẳng hạn, khi tôi quả quyết rằng nụ hôn đầu tiên của một cặp tình nhân sẽ dự đoán tương lai của mối quan hệ đó, vì một chuyên gia tư vấn tình yêu và tâm lý phụ nữ nổi tiếng thế giới đã nói như vậy. Ông này là chuyên gia nên phát biểu đó chắc chắn đáng tin cậy. Tương tự, nếu một bác sĩ chuyên khoa tận tâm có nhiều năm kinh nghiệm chẩn đoán và nói với bạn rằng bạn cần nhập viện, tôi cá là bạn sẽ tin sái cổ điều đó. Nhưng nếu vị chuyên gia tư vấn ấy nói, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày mai sẽ giảm 30 điểm, và tôi sử dụng điều này như tiền đề cho lập luận của mình, tôi đã phạm phải quy tắc của ngụy biện lợi dụng quyền lực. Tất nhiên, chúng ta đều hiểu rằng chuyên gia trong lĩnh vực này chưa chắc đã có hiểu biết hay giỏi về lĩnh vực khác. Tuy nhiên, ranh giới kiến thức của một chuyên gia đôi khi khá mơ hồ. Ví dụ, chúng ta đều biết Albert Einstein là nhà vật lý học nổi tiếng thế giới. Nếu Einstein đưa ra một tuyên bố về vật lý nguyên tử một cách nghiêm túc, thì chắc hẳn đó là một phát biểu đáng tin cậy. Nhưng nếu Einstein đưa ra một phát biểu chung chung về tôn giáo hay thần học, sẽ rất khó để phán xét tính đúng sai của phát biểu đó. Vì Einstein, dù không phải là chuyên gia ngành thần học, nhưng ông được đánh giá là một trong những người thông minh nhất thế giới, và có thể ít nhiều có cái nhìn có giá trị về chủ đề tôn giáo nói trên. Vì vậy, nhằm giúp bạn đánh giá thái độ tin cậy của người được nêu ra như nguồn trích dẫn, tôi liệt kê 6 tiêu chuẩn của giáo sư lý luận học Michael LaRocca. Tiêu chuẩn thứ nhất, chuyên gia đó phải đủ chuyên môn về chủ đề đang nói, tránh nhà văn kết luận về các vấn đề điều trị trong y học. Tiêu chuẩn thứ hai, kết luận của chuyên gia phải nằm trong phạm vi chuyên môn của ông này, tránh bác sĩ nội khoa nói về ngoại khoa. Tiêu chuẩn thứ ba, kết luận phải nhận được sự đồng tình của những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực, tránh bác sĩ nội khoa đưa ra kết luận về phương pháp điều trị mà không ai trong giới y học đồng tình hay công nhận. Tiêu chuẩn thứ tư, chuyên gia đưa ra phát biểu đó phải công tâm, tránh bác sĩ nội khoa khẳng định tính đúng đắn của một phương pháp điều trị mới vì phương pháp đó do ông này đề ra. Tiêu chuẩn thứ năm, phạm vi chuyên môn của kết luận này phải mang tính chính thống, tránh bác sĩ nội khoa nói về phương pháp điều trị bằng năng lực siêu nhiên thần thánh. Tiêu chuẩn thứ sáu, phải xác định chuyên gia nào đưa ra kết luận, tránh một bác sĩ nội khoa nào đó đã từng phát biểu rằng chấm chấm chấm. Để dễ dàng ghi nhớ, ngụy biện lợi dụng quyền lực có thể được viết lại dưới dạng hình thái lập luận như sau. Thứ nhất, ông A là chuyên gia về chủ đề B. Thứ hai, ông A đưa ra kết luận C về chủ đề D. Thứ ba, do đó kết luận C đúng. Đây là một trong những ngụy biện thông dụng nhất, do đó tôi hy vọng bạn ghi nhớ nó. Và đừng quên xem bộ phim Hitch của Will Smith. Ngụy biện cảm tính. Trí tuệ đôi khi bối rối, nhưng cảm xúc sẽ không bao giờ lừa dối bạn.
Robert Bront. Một câu chuyện vui trước khi đi vào nội dung chính. Hai nhân vật A và B ngồi nói chuyện với nhau. A nói, chắc chắn không có dân tộc nào có lòng yêu nước nồng nàn hơn người Việt Nam đâu. B đáp, đúng vậy. Không phải tất cả mọi thứ đều đi theo nguyên tắc của suy luận. Con người không phải là những người máy giống như trong bộ phim Người đàn ông 200 tuổi do diễn viên Robin Williams thủ vai. Trong cuộc sống, nhiều quyết định được đưa ra cảm tính. Đến nỗi chúng ta không còn nhận ra mình đã dùng cảm xúc thay vì lý trí trong các quyết định của mình. Chẳng hạn, một trong những mánh khóe tiếp thị rất sáng tạo mà các cửa hàng tôi thường hay bị dính cháu dùng chính là tiếp thị mùi. Khi bạn đi ngang qua một cửa hàng bánh và ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, ngay lập tức bạn sẽ muốn chạy và mua dăm ba cái, dù rằng bánh trái không hề có trong kế hoạch chi tiêu của bạn. Phật học phân định con người có 7 loại cảm xúc, gọi là thất tình, bao gồm hỷ là mừng, nộ là giận, ái nghĩa là thương, ố là ghét, ai là buồn, lạc là vui và dục là muốn. Trong phần trước, chúng ta đã biết đến ngụy luận suy luận dèm pha, một loại ngụy biện công kích cá nhân nhằm tạo ra cảm xúc ghét bỏ và qua đó chối từ lập luận của đối thủ. Ở phần này, tôi sẽ giới thiệu với bạn một ngụy biện cũng đánh vào cảm xúc của con người nhưng với cách thức hơi khác, được biết đến với cái tên gọi là ngụy biện cảm tính. Để sử dụng ngụy biện cảm tính, bạn phải thao túng cảm xúc của người nghe và sử dụng những cảm xúc đó như nhân tố quyết định tính đúng đắn của lập luận. Chẳng hạn, tôi có thể sử dụng ngụy biện cảm tính như sau. Phát biểu, không dân tộc nào có tinh thần yêu nước nồng nàn hơn người Việt Nam. Hay, gián là loài động vật nguy hiểm nhất quả đất vì chúng xấu xí và dơ bẩn. Trong hai ví dụ này, tôi kết luận tính đúng đắn trong phát biểu của mình bằng cách lợi dụng cảm xúc của bạn. Ở ví dụ thứ nhất là lòng yêu nước, tình yêu, và ở ví dụ thứ hai là cảm giác ghê sợ sự dơ bẩn của loài gián, cảm tính ghét. Tất nhiên, chúng ta không thể khẳng định dân tộc Việt Nam yêu nước nhất chỉ vì chúng ta là người Việt Nam, cũng như chưa chắc gián là loài động vật nguy hiểm nhất chỉ vì bạn không thích chúng. Ngụy biện cảm tính thường xuyên được sử dụng với mục đích truyền cảm hứng và khích lệ người nghe, khiến những người này thay đổi trạng thái cảm xúc để có thể thực hiện một hành động hay nhiệm vụ nào đó một cách tốt nhất. Sử dụng ngụy biện cảm tính thành thạo là một kỹ năng cực kỳ quan trọng với những người lãnh đạo. Hầu hết, những bài diễn văn chính trị của các ứng viên tổng thống hay các lãnh tụ khác đều hướng đến việc khơi gợi những cảm xúc của người nghe. Một ví dụ mà bạn có thể tham khảo về ngụy biện cảm tính là bài Hịch Tướng Sĩ của quốc tính gia Trần Hưng Đạo. Nó quá dài để có thể viết ra ở đây. Trong cuộc chiến tranh chống Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai. Những thông điệp quảng cáo, chẳng hạn về quảng cáo bánh nướng ở trên, cũng hướng đến kích thích cảm xúc của người tiêu dùng nhằm mua sản phẩm của doanh nghiệp mình. Cơ bản mà nói, ngụy biện cảm tính không sai, nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ lập luận, dùng cảm xúc để kết luận không phải là một cách thức suy luận đúng. Ngụy biện cảm tính có dạy như sau. Thứ nhất, bạn gợi lên những cảm xúc có lợi cho lập luận A. Thứ hai, do đó lập luận A đúng. Ngụy biện thật dễ làm cho người ta rối trí, đúng không các bạn? Để dễ dàng hiểu rõ hơn nội dung của mỗi đề mục, chúng tôi nghĩ rằng các bạn nên tập trung vào những mẩu chuyện nhỏ trước khi đi vào nội dung chính. Bởi ở ngay phần sau đó, tác giả sẽ phân tích và làm rõ tính ngụy biện bên trong câu chuyện nhỏ này. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục lắng nghe.
lập luận cái mới. Tất cả những hành động và suy nghĩ mới đều bắt đầu kỳ cục, theo Albert Camus. Câu chuyện vui nhỏ đại khái cho nội dung này. Thưa thầy, 1 cộng 1 bằng 2, đó là đáp án của bài toán. Sai rồi, 1 cộng 1 bằng 2 cũ rồi, đáp án mới đúng là 1 cộng 1 bằng 3. Sáng tạo và cách tân đã và đang là động lực thay đổi thế giới kể từ năm 1990, với sự ra đời của những chiếc máy tính cá nhân đầu tiên, sự xuất hiện của hệ điều hành Windows hay những thiết bị tuyệt vời do hãng Apple sản xuất. Tất nhiên, không chỉ trong ngành công nghệ, cái mới xuất hiện khắp nơi, trong mọi lĩnh vực. Trong nhiều trường hợp, theo phản xạ tự nhiên, chúng ta tin tưởng rằng cái mới sẽ là sự cải tiến từ cái cũ, chứa đựng những tính năng hoàn thiện hơn và tốt hơn. Ngụy biện lập luận cái mới hoạt động dựa trên niềm tin rộng rãi rằng cái mới sẽ tốt hơn cái cũ, bất chấp việc xem xét chi tiết và cân bằng các đặc điểm tốt hơn hay dở hơn của những cái mới này. Cách lập luận này phạm phải nguyên tắc ngụy biện, vì cái mới không đồng nghĩa tốt hơn hay chính xác hơn cái cũ. Chẳng hạn, ta nói, cái cũ là 1 cộng 1 bằng 2. Tôi tuyên bố bạn sai, 1 cộng 1 phải bằng 3, vì 1 cộng 1 bằng 3 mới hơn. Đó có phải là một lập luận có căn cứ không? Rõ ràng là quá sai phải không? Ngụy biện lập luận cái mới được sử dụng khá nhiều trong chính trị và quảng cáo. Lúc nào bạn cũng bắt gặp nhây nhãn những quảng cáo về các sản phẩm mới với các tính năng vượt trội. Dù rằng gần như chúng ta chẳng thể kiểm tra được sự vượt trội của chúng. Sẽ luôn có những kế hoạch làm mới bộ máy chính quyền, kế hoạch an sinh xã hội mới hay những dự luật mới và những luồng tư tưởng mới. Để áp dụng ngụy biện vào thực tế, bạn cần lưu ý rằng không phải lúc nào nó cũng phát huy tác dụng. Rốt cuộc, chúng ta không thích những lâu đài cổ mới hay không tin rằng một nhân viên mới sẽ giỏi hơn những nhân viên có thâm niên lâu năm. Chúng ta thích sự an toàn và ít mạo hiểm của truyền thống, nhưng cũng thích những phát minh và mốt thời trang mới. Trong cuốn sách này, tôi sẽ không liệt kê cụ thể những trường hợp nào có thể sử dụng ngụy biện trên vì nó quá phức tạp. Ngay cả những công ty đa quốc gia khi tung ra sản phẩm dựa trên nguyên lý hoạt động của ngụy biện lập luận cái mới cũng đôi khi mắc phải những sai lầm chết người. Một trong những ví dụ nổi tiếng trong lịch sử mà bạn sẽ học được ở bất kỳ chương trình kinh doanh nào là chương trình nhãn hiệu New Coke của gã khổng lồ Coca-Cola. New Coke là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử của Coca-Cola, khi các chuyên gia tiếp thị của hãng này cho rằng người tiêu dùng sẽ thích một hình ảnh Coca-Cola mới. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, những chuyên gia này nhận ra rằng cái mà người tiêu dùng yêu thích không phải là một New Coke mà là một Coca-Cola truyền thống cũ kỹ xa xưa. Do vậy, bạn sẽ phải tự dựa vào kinh nghiệm sống của mình để quyết định xem khi nào nên sử dụng ngụy biện này mà thôi. Ngụy biện suy luận. Ngụy biện lập luận cái mới có thể được viết lại như sau. Số 1, A mới. Số 2, do đó A đúng hoặc tốt hơn. Điệp nguyên luận. Tôi gọi người hiểu được những đau khổ của người khác là mộ đạo. Mahatma Gandhi. Một câu chuyện nhỏ về trao đổi của hai người đàn ông. Người A nói, chúng ta có nên cấm hút thuốc ở nơi công cộng không? Người B đáp lại, cấm hút thuốc nơi công cộng là điều nên làm, chúng ta nên cấm hành động này. Ngụy biện tiếp theo mà tôi muốn trình bày trong cuốn sách này có tên là Điệp Nguyên Luận. Đây là một trong những ngụy biện thuộc loại cổ xưa nhất, có tên Latin là Prestigio Principii, và nằm trong nhóm 13 ngụy biện của Aristotle. Điệp nguyên luận thông thường, nếu được thực hiện không tinh tế, sẽ bị liệt vào dạng cãi cùng. Nhưng nếu bạn khéo léo sử dụng, ngụy biện này là bậc thầy cải trang và qua mặt các đối thủ khác. Điệp nguyên luận là một dạng ngụy biện dưới dạng một lập luận, mà tiền đề cũng chính là kết luận. Xét theo đặc tính thực tế, điệp nguyên luận có thể được chia thành hai dạng như sau. Dạng thứ nhất, kết luận nằm trong tiền đề. Dạng thứ hai, kết luận nằm trong một tiền đề thuộc chuỗi lập luận dẫn đến kết luận.
Dạng điệp nguyên luận này đôi khi còn được biết đến dưới cái tên là lập luận luẩn quẩn. Điệp nguyên luận đôi khi đơn giản đến ngờ nghệch, nhưng đôi khi cũng tinh quái và khó phát hiện ra. Để giúp bạn hình dung rõ hơn, hãy xem ví dụ dưới đây. Dạng thứ nhất, kết luận nằm trong tiền đề. Ví dụ 1, chúng ta nên ngăn cản hoạt động đầu cơ bất động sản, vì ngăn cản hoạt động đầu cơ là một nhiệm vụ nên làm. Ở đây tiền đề là ngăn cản hoạt động đầu cơ là một nhiệm vụ nên làm, tức là A nên làm. Kết luận B, chúng ta nên ngăn cản hoạt động đầu cơ bất động sản, do đó chúng ta nên làm A. Ví dụ 2, hút thuốc lá nơi công cộng không phạm luật, vì pháp luật của chúng ta đã không cấm nó rồi. Tiền đề ở đây là hút thuốc lá nơi công cộng bị luật cấm, tức là A bị B. Kết luận, do đó hút thuốc nơi công cộng trái luật. Có nghĩa là, do đó A bị B. Trong hai ví dụ trên, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng, cái mà người ngụy biện làm trong những lập luận của mình chỉ là nêu tiền đề, thêm vào chữ do đó và nêu lại tiền đề một lần nữa. Nó chẳng khác gì câu nói, tôi đẹp trai vì tôi đẹp trai. Dạng thứ hai, kết luận nằm trong một tiền đề thuộc chuỗi lập luận dẫn đến kết luận. Dạng này khó phát hiện hơn vì chúng ẩn trong tiền đề của những chuỗi lập luận và đôi khi còn được bỏ qua một cách có chủ ý. Chẳng hạn phát biểu, phá thai là hành động mưu sát, do đó phá thai là hành động vô đạo đức, là một ngụy biện. Để tiện cho việc mổ xẻ phát biểu ngụy biện này, tôi sẽ viết lại dưới dạng sau. Phá thai là hành động mưu sát là hành động vô đạo đức, do đó phá thai là hành động vô đạo đức. Ngụy biện ở chỗ nào? Lập luận trên ngụy biện ở chỗ giả định rằng phá thai là hành động mưu sát. Vì nếu tuyên bố như vậy, thì nghiễm nhiên phá thai là hành động vô đạo đức. Bạn vẫn chưa hiểu vì sao phát biểu trên là một ngụy biện ư? Để tôi viết nó lại thêm một lần nữa. Tiền đề, phá thai là hành động mưu sát. Suy ra, mưu sát là hành động giết người một cách vô đạo đức. Suy ra, phá thai là hành động vô đạo đức. Như vậy nghĩa là tuyên bố phá thai là hành động mưu sát chính là tuyên bố phá thai là hành động vô đạo đức. Ở đây chẳng có lập luận nào diễn ra cả. Kết luận phá thai là hành động vô đạo đức đã được ẩn ý và giả định ngay trong tiền đề. Kết luận của lập luận này chỉ đơn giản là nhắc lại những gì người nói đã giả định trong tiền đề. Điệp nguyên luận có thể được trình bày dưới hình thái lập luận đơn giản sau. Thứ nhất, tiền đề chứa đựng phát biểu giả định rằng kết luận A là đúng. Thứ hai, do đó kết luận A là đúng. Ở đâu tác giả đã định nghĩa ngụy biện là một lập luận mang lỗi suy luận khiến nó trở nên vô căn cứ hay không hợp lý. Và với phần 1, các bạn đã được nghe qua 5 hình thức ngụy biện đầu tiên. Để tiếp tục, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu tiếp với quý thính giả 4 kiểu ngụy biện mới sau đây. Mời các bạn lắng nghe. Ngụy biện bất khả tri. Tác dụng của bằng chứng là vạch ra những chỗ cần phải nghi ngờ. Maurice Klein. Một câu chuyện nhỏ ví dụ cho lập luận của ngụy biện này là: nhân vật A, tôi nghĩ quan điểm của anh sai rồi. Nhân vật B, anh thử chứng minh tôi sai xem, nếu không chứng minh được thì tôi đúng. Có một chuyện cười mà tôi sưu tầm được trên mạng như sau. Trong ngành khảo cổ học, trong một lần đào sâu xuống 500 mét, các nhà khảo cổ học Mỹ tìm thấy một sợi dây đồng, từ đó kết luận 500 năm trước, Mỹ đã sử dụng cáp đồng. Người Nhật cũng không vừa, để ganh đua với Mỹ, họ tìm một khu vực cổ nhất, đào xuống 1.000 mét và tìm thấy một mảnh thủy tinh. Từ đó kết luận, 1.000 năm trước, nước Nhật đã sử dụng cáp quang. Người Việt Nam chẳng cần tìm gì, cứ đào đại xuống đâu đó 5.000 mét. Kết quả các nhà khảo cổ Việt Nam không tìm thấy gì cả, vội vàng đăng báo kết luận. 5.000 năm trước, Việt Nam đã sử dụng Wi-Fi. Câu chuyện trên vừa mang tính giải trí,
Vừa mở đề cho ngụy biện tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn, ngụy biện bất khả tri. Ngụy biện này hoạt động trên cơ chế đá quả bóng trách nhiệm phải chứng minh tính hợp lý của người lập luận sang cho đối thủ của anh này, và nếu đối thủ của anh này không thể chứng minh được tính bất hợp lý thì có nghĩa là lập luận đó hợp lý. Nói cách khác, nếu không chứng minh được sai thì có nghĩa là đúng. Ví dụ như nói, chẳng ai chứng minh được tôi không đẹp trai cả, do đó tôi đẹp trai. Bạn nghĩ phát biểu trên của tôi là sai chứ gì? Bạn thử chứng minh nó sai một cách logic xem nào. Nếu bạn không làm được thì có nghĩa là tôi đúng. Lập luận theo cách thức ngụy biện bất khả tri là sai vì nó suy luận rằng nếu một phát biểu không thể bị chứng minh là sai thì nó phải đúng, mà bỏ qua lựa chọn thứ ba, có thể không có đủ thông tin để chứng minh phát biểu đó là đúng hay sai. Bằng cách bỏ qua lựa chọn thứ ba, người nói đã mắc lỗi trong suy luận, do đó phát biểu này hiển nhiên là một ngụy biện. Tuy nhiên, không phải lúc nào hình thức suy luận dạng ngụy biện bất khả tri cũng sai. Có những trường hợp, cách thức lập luận này hoàn toàn chính xác. Dưới đây, tôi xin nêu hai trường hợp phổ biến nhất, trong đó lập luận kiểu ngụy biện bất khả tri được xem là hợp lý. Trường hợp thứ nhất, trách nhiệm gánh nặng bằng chứng được quy định trước cho một bên cố định nào đó. Chẳng hạn, theo quy định của luật hình sự, nếu không tìm ra những bằng chứng, chứng cứ thích hợp để chứng minh rằng một bị cáo đã phạm tội, thì người đó vẫn được xem là vô tội. Ở đây, bị cáo không có trách nhiệm phải chứng minh mình vô tội. Nhà chức trách hay bên nguyên cáo phải gánh vác trách nhiệm, tìm bằng chứng để chứng minh điều đó. Trường hợp thứ hai, chúng ta biết rõ rằng không A thì sẽ B. Do đó nếu không có chứng cứ chứng minh A tồn tại thì có thể kết luận B. Dưới đây là một ví dụ về trường hợp này. Ví dụ, không có cách nào chứng minh người mà tôi gặp hôm qua là đàn ông, do đó người đó là phụ nữ. Tôi xin được loại bỏ trường hợp xăng pha nhớt trong ví dụ này để bạn dễ hình dung hơn. Ngụy biện bất khả tri có thể được viết lại dưới dạng hình thái lập luận đơn giản như sau. Thứ nhất, bên A đưa ra phát biểu B, nhưng lại đẩy trách nhiệm chứng minh phát biểu B cho bên C, cũng là đối thủ. Thứ hai, bên C không chứng minh được phát biểu B là sai. Thứ ba, do đó, bên A tuyên bố phát biểu B đúng. Vội vã. Con ngu mới đi khái quát hóa, theo William Blake. Một câu chuyện ví dụ cho ngụy biện này là: cô có biết học sinh trường nào thông minh nhất không? Học sinh trường tôi là thông minh nhất, vì các em học sinh lớp tôi đều rất thông minh. Cristiano Ronaldo, ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha, trước thềm Euro năm 2012 đã từ chối ký tặng một cô bé 10 tuổi chỉ vì cô bé này đang mặc chiếc áo của câu lạc bộ FC Barcelona, đội bóng kình địch của Real Madrid, nơi mà Ronaldo đang thi đấu. Sau khi cha cô bé biết được chuyện này, đã gửi thư phản ánh đến tờ báo Record và thông tin nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện đại chúng. Một số tờ báo gọi Ronaldo là không có trái tim vì hành động từ chối ký tặng cô bé kia. Tôi không phải là fan hâm mộ của Ronaldo. Tuy nhiên, đọc những kết luận trên về cầu thủ này khiến tôi phải đặt dấu chấm hỏi về tính công tâm của người viết. Ronaldo từng tham gia các hoạt động từ thiện, và dù anh này có thể không phải là nhà thiện nguyện lớn nhất hành tinh, nhưng không thể chỉ vì hành động từ chối ký tặng mà quy cho Ronaldo là kẻ không có trái tim. Tuyên bố đó quả là một khái quát hóa vội vã. Khái quát hóa vội vã
là một trong những cách thức suy luận được sử dụng rất nhiều. Nó là hành động rút ra từ kết luận từ những mẫu thử. Ví dụ, tôi đi du lịch thành phố A. Sau khi đi dạo qua vài con đường và thấy mỗi con đường đều có cảnh sát giao thông, tôi rút ra kết luận. Tất cả các con đường ở thành phố A đều có cảnh sát giao thông. Đó là một khái quát hóa vội vã. Trong cuộc sống, con người luôn phải ra quyết định. Tuy nhiên, cuộc sống lại đầy ắp những sự vật, sự việc muôn hình vạn trạng. Và chúng ta có quá ít thời gian để có thể nghiền ngẫm từng vấn đề trước khi đưa ra quyết định. Do vậy, như một cách tiết kiệm thời gian, con người quan sát, phân loại các sự vật, sự việc theo đặc tính của chúng và xếp chúng vào những nhóm nhỏ để có thể dễ dàng biết phải đối xử với chúng như thế nào. Thái quát hóa vội vã xảy ra ở bước phân loại và xếp nhóm này. Khái quát hóa vội vã là một khái quát hóa đúng nghĩa. Phương pháp này được liệt vào danh sách những ngụy biện vì nó rút ra kết luận dựa trên quá ít những mẫu thử hay dựa trên những mẫu thử quá nhỏ. Trở lại ví dụ về đi du lịch trên. Tôi đến thành phố B, sau khi đi dạo qua hai con đường ở thành phố B và nhìn thấy cảnh sát giao thông ở hai con đường đó, tôi rút ra kết luận. Tất cả các con đường ở thành phố B đều có cảnh sát giao thông. Đó là một ngụy biện, vì hai con đường không phải là một mẫu thử đủ lớn để đưa ra kết luận về cả một thành phố B. Ở đây, tôi giả định thành phố B có quy mô lớn hơn hai con đường. Một phát biểu khái quát hóa có thể đúng hoặc sai. Tính đúng đắn cần được chứng minh trước khi chúng ta chấp nhận kết quả của khái quát hóa kia. Vì là một người theo chủ nghĩa đa nghi, do đó, theo ý kiến cá nhân tôi, mọi khái quát hóa luôn sai. Sở dĩ người ta hay mắc phải ngụy biện này, theo tôi vì ba lý do sau. A. Đi từ vài mẫu thử đến ngay kết luận sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc phải tìm đủ số mẫu thử để đưa ra một lập luận hợp lý. B. Suy nghĩ của chúng ta luôn tồn tại những định kiến, như trong trường hợp tay nhà báo viết về Ronaldo. C. Chúng ta không quan tâm đủ nhiều đến tính hợp lý của kết luận, nhưng lại quá khao khát muốn chứng tỏ mình đúng. Ngụy biện khái quát hóa vội vã có thể được viết lại dưới dạng lập luận giản lược như sau. Thứ nhất, một phần nhỏ của A là B. Thứ hai, do đó A là B. Ngụy biện kẻ cờ bạc. Đừng đánh bạc, hãy đem hết tiền tiết kiệm đi mua những cổ phiếu tốt, giữ cho đến khi nó tăng giá, sau đó bán đi. Nếu nó không tăng giá, đừng mua. Theo Will Rogers. Một ví dụ minh họa cho dạng ngụy biện này là: dạo này, cậu dính phải nhiều chuyện xui thế. Không sao, tôi nghĩ sau bao nhiêu chuyện xui thế này, chắc may mắn sắp đến rồi. Trong lớp học môn quản trị danh mục đầu tư, giảng viên của tôi là một người Bỉ gốc Đài Loan đã chia sẻ cho chúng tôi một cách thức đánh bạc không bao giờ thua. Và theo lời ông kể là sau đó một thời gian, các sòng bạc cũng cấm ông bén mạng đến. Cách thức đó như sau. Ông đi vào sòng bạc và chơi trò roulette nhưng không đặt tiền ngay. Ông đi vòng vòng quan sát các bàn roulette. Cứ hễ bàn nào cho ra kết quả 3 lần đỏ hay 3 lần đen liên tiếp thì ông này sẽ đặt ngay kết quả còn lại. Ông giải thích rằng bằng việc đỏ hay đen xuất hiện 3 lần liên tiếp, xác suất để kết quả ra đỏ hay đen lần thứ tư sẽ là rất thấp. Do đó, ông sẽ đặt cược ở khả năng ngược lại. Cách chơi bạc của ông thầy tôi đã sử dụng nghe có vẻ rất hợp lý. Tuy nhiên, kiểu suy luận như vậy
là dễ dàng đẩy bạn phạm phải một ngụy biện trong đời sống hàng ngày với tên gọi là ngụy biện kẻ cờ bạc, hay còn gọi với cái tên khác là ngụy biện Monte Carlo. Ngụy biện này hoạt động trên nền tảng của các xác suất. Xác suất là một chủ đề lớn có thể được giảng dạy hay thảo luận trong nhiều giờ liền. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, xác suất chỉ đơn giản là khả năng của một sự việc xảy ra. Ví dụ, khi tôi tung một đồng xu 5.000 bình thường, có hai mặt sắp ngửa, xác suất ra mặt sắp hay ngửa sẽ là 50% như nhau. Cũng ví dụ trên, ngụy biện kẻ cờ bạc sẽ tuyên bố rằng, nếu tôi tung đồng xu đó 5 lần đều ra mặt ngửa, thì lần tới tôi sẽ tung ra mặt sắp vì mặt ngửa đã xuất hiện tới 5 lần rồi. Ngụy biện kẻ cờ bạc giả định rằng, nếu một sự kiện xảy ra nhiều lần hơn kết quả kỳ vọng tính theo xác suất, thì lần tiếp theo sự kiện đối lập của sự kiện đó sẽ xảy ra. Như ví dụ đồng xu trên, kết quả kỳ vọng của việc tung đồng xu là số lần xuất hiện mặt ngửa và mặt sắp phải ngang nhau. Do đó, tung ra 5 lần mặt ngửa thì lần thứ 6 sẽ ra mặt sắp. Lỡ không ra thì chắc chắn lần thứ 7 sẽ ra. Lập luận kiểu số lần xuất hiện mặt ngửa và mặt sắp khi tung đồng xu phải ngang nhau chỉ xảy ra khi chúng ta tung đồng xu khoảng 10.000 lần. Trong xác suất thống kê, kết quả này được gọi là quy tắc số lớn. Người phạm ngụy biện ở đây sử dụng vài lần xảy ra theo số nhỏ và quy chiếu sang quy tắc số lớn để kết luận, do đó lập luận này là sai. Thực tế, theo nguyên tắc xác suất, dù tôi có tung đồng xu 5 lần đi nữa, thì lần thứ 6, xác suất của ra mặt sắp hay ra mặt ngửa của lần tung này vẫn là 50%. Một cái sai nữa là, nhiều bạn sử dụng cách tính trong xác suất để chứng minh cho tôi thấy xác suất xảy ra của lần tung mặt sắp sau 5 lần ra mặt ngửa là thấp như sau. Xác suất ra mặt ngửa lần đầu bằng 50% bằng 1/2. Xác suất tung ra 2 lần mặt ngửa liên tiếp là 1/2 nhân 1/2 bằng 1/4. Xác suất tung ra 3 lần mặt ngửa liên tiếp bằng 1/4 nhân 1/2 bằng 1/8. Xác suất tung ra 4 lần mặt ngửa liên tiếp bằng 1/8 nhân 1/2 bằng 1/16. Xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp là 1/16 nhân 1/2 bằng 1/32. Do đó, xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa tiếp theo là 1/32 nhân 1/2 bằng 1/64, tức là chỉ có 1,56%. Do đó, chúng ta có thể tin rằng khả năng ra mặt sắp ở lần tung thứ 6 là rất lớn, 98,44%. Hoàn toàn sai. Xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp và một lần mặt sắp sẽ vẫn là 1,56%. Xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp là 1/16 nhân 1/2 bằng 1/32. Xác suất tung ra mặt sắp hay ngửa cho lần thứ 6 là 50% bằng 1/2. Do đó, xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp và một lần mặt sắp bằng xác suất tung ra 6 lần mặt ngửa bằng 1/32 nhân 1/2 bằng 1/64, tức là 1,56%. Kết luận rằng khả năng xuất hiện lần thứ 6 của mặt ngửa thấp là một kết luận chính xác, nhưng hướng phân tích xác suất trên là sai. Nếu bạn đặt cược vào đồng xu cho ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp, hãy đặt cược mặt sắp. Lý do là vì khả năng xuất hiện 6 lần mặt ngửa liên tiếp chỉ là 1,56%. Bên ngoài biên giới của cờ bạc, chúng ta cũng phạm phải ngụy biện này với những niềm tin kiểu như không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời. Những niềm tin như thế này không sai vì nó được tạo ra nhằm giúp chúng ta có tư duy tích cực, nhưng sẽ là sai lầm nếu bạn tin tưởng rằng thời của mình đã đến vì mình đã xui xẻo quá nhiều. Ngụy biện kẻ cờ bạc có thể được viết lại dưới dạng như sau. Thứ nhất, A xảy ra. Thứ hai, A xảy ra không đúng so với xác suất kỳ vọng. Thứ ba, do đó A sẽ sớm không xảy ra nữa.
Ngụy biện nhân quả. Người nông cạn tin vào may rủi và hoàn cảnh. Người mạnh mẽ tin vào luật nhân quả. Theo Ralph Waldo Emerson. Máy tính tôi vừa cài phần mềm diệt virus vào thì hư mất. Chắc chắn, phần mềm virus đó đã làm hỏng máy của cô rồi. Nhân quả là một học thuyết quan trọng của Đạo Phật. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, tôi không nói về một học thuyết tôn giáo, mà nhìn nhận nhân quả dưới góc độ khoa học, nghĩa là một sự việc nào đó xảy ra phải có nguyên nhân của nó. Quan hệ nhân quả là mối quan hệ mà trong đó mọi sự việc gây ra hoặc là nguyên nhân của sự kiện khác. Ví dụ, tôi vừa trúng xổ số 1,5 tỷ đồng. Ở phát biểu này, kết quả là tôi có 1,5 tỷ đồng và nguyên nhân là việc tôi trúng xổ số. Người biện nhân quả nhìn vào hai sự kiện A và B, sau đó tuyên bố rằng vì sự kiện A xảy ra trước sự kiện B, do đó A là nguyên nhân của B. Một trường hợp, người biện nhân quả mà tôi thường xuyên bắt gặp là ở những người không hiểu biết nhiều về máy vi tính, tôi hay gọi đùa là nhóm mù công nghệ. Khi có một phần mềm nào đó được cài mới vào máy những người này, và sau đó máy của họ gặp vấn đề, họ luôn than phiền rằng phần mềm kia là nguyên nhân khiến chắc chắn máy tính của họ bị hỏng, vì trước giờ máy vẫn chạy bình thường chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng kết luận tương tự cũng được đưa ra bởi các nhà báo kinh tế khi tuyên bố rằng giá vàng trong nước giảm vì trước đó báo chí đưa tin xảy ra chiến sự ở châu Phi. Nguyên nhân được nêu trong ngụy biện nhân quả chưa chắc sai. Có thể chính phần mềm kia đã khiến máy tính của những người mù công nghệ bị hỏng, hay tin tức về chiến sự ở châu Phi đã khiến giá vàng trong nước tăng. Cái sai ở đây nằm ở chỗ, lập luận đưa ra chỉ chăm chăm vào tính thời điểm của hai sự kiện, mà bỏ qua những khả năng khác có thể gây ra kết quả. Có thể chiếc máy tính của những người mù công nghệ đã bị hỏng từ trước, hay giá vàng trong nước tăng là do chính phủ thu mua vàng mà không công bố. Nói thật, tôi cũng không biết lý do, và vì thế tôi sẽ không kết luận gì ở đây cả. Để phát hiện ra ngụy biện này, hãy đặt những câu hỏi sau. Thứ nhất, kết quả đó có nguyên nhân không? Một số sự việc cho tới giờ con người vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, chẳng hạn chuyện về các quyền lực siêu nhiên hay bóng ma. Thứ hai, nguyên nhân mà lập luận đưa ra có đúng là nguyên nhân không? Ví dụ như, phần mềm kia cài vào thì có bị hỏng máy không? Thứ ba, nguyên nhân đó phải là nguyên nhân duy nhất không? Ví dụ, giá vàng trong nước có tăng vì những nguyên nhân gì khác ngoài tin chiến sự ở châu Phi không? Chúng ta thường hay phạm phải ngụy biện nhân quả vì suy luận thiếu thấu đáo hay lười suy luận. Rốt cuộc thì nhảy từ một sự kiện đến ngay kết luận sẽ nhanh hơn là ngồi xem xét tất cả những sự kiện và đặt các câu hỏi liên quan. Ngụy biện nhân quả có thể được viết lại đơn giản như sau. Thứ nhất, A xảy ra trước B. Thứ hai, do đó A gây ra B. Mời các bạn hỏi phần tiếp theo của quyển sách Những trò ngụy biện biến sai thành trái. Kho sách nói.com.vn xin tiếp tục được gửi đến quý thính giả 4 hình thức ngụy biện mới sau đây. Ngụy biện chủ quan, lý luận tuột dốc, hai sai thành một đúng và ngụy biện tổng thể. Mời quý thính giả lắng nghe. Ngụy biện chủ quan. Tất cả kinh nghiệm đều chủ quan. Gregory Patterson. Ví dụ cho hình thức của ngụy biện này. Này ông, Pelé được bình chọn là cầu thủ của thế kỷ 20 đấy. Với tôi, Ronaldo của Brazil mới là cầu thủ của thế kỷ 20. Mỗi người đều có quyền suy luận và có chọn lựa của riêng mình. Xã hội từ thời công sản nguyên thủy đến nay luôn tiến hóa theo xu hướng mang lại cho con người ngày càng nhiều tự do. Tuy nhiên, không phải vì có quyền tự do mà những gì chúng ta kết luận đều sẽ đúng. Các phát biểu hay kết luận sẽ được chia làm hai loại, đó là khách quan và chủ quan. Phát biểu khách quan là những phát biểu mang tính chính thống về sự vật, sự việc. Chẳng hạn tôi có thể nói, gà là động vật lông vũ. Một phát biểu khách quan có thể đúng hoặc sai, vì tính đúng sai của nó có thể được chứng minh thông qua những tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi. Như ví dụ trên về loài gà, tính đúng đắn của nó đã được chứng minh
với ngành sinh vật học và do đó không ai trong chúng ta, trừ những người không bình thường hay cái thiên tài nào đó mà tôi chưa biết, tuyên bố rằng gà là loài gặm nhấm. Các phát biểu chủ quan là những phát biểu mang màu sắc cá nhân. Những phát biểu chủ quan không thể được chứng minh đúng hay sai dựa trên các tiêu chuẩn. Trong tranh luận, các phát biểu phải mang tính khách quan. Nếu không, mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nếu hai người tham gia tranh luận liên tục đưa ra những phát biểu chủ quan cá nhân, thì nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc cãi vã, trừ khi một bên không muốn tiếp tục tranh luận. Ngụy biện chủ quan là phương pháp biến chuyển một cách khéo léo những tranh luận đúng nghĩa, sử dụng các phát biểu khách quan trở thành chuyện của tôi. Ngụy biện này thường được sử dụng như chiến tuyến cuối cùng, bảo vệ người phạm ngụy biện trong những tình huống người này không còn khả năng đưa ra lập luận hợp lý nữa. Chẳng hạn, tôi và bạn tôi từng tranh luận về chủ đề thương hiệu máy tính xách tay nào đứng đầu năm nay. Bạn tôi: Sony là thương hiệu đứng đầu thị trường, chuyện đó ai cũng biết cả. Điệp nguyên luận đây. Còn tôi: Apple mới là thương hiệu đứng đầu thị trường, theo khảo sát của World's and Best Laptop Brand 2012. Bạn tôi: Đúng là khảo sát cho ta kết quả như vậy, nhưng với tôi, Sony mới là thương hiệu hàng đầu. Ngụy biện chủ quan. Ở ví dụ trên, cuộc tranh luận được kỳ vọng là cuộc tranh luận mang màu sắc đúng nghĩa với những lập luận hợp lý và khách quan của hai bên đã bị xen vào bởi các nguyên tắc ngụy biện. Và ở chiến tuyến cuối cùng đó, anh bạn tôi đã tung ra ngụy biện chủ quan để thoát nạn bình an vô sự. Thông thường, khi gặp phải ngụy biện này, nhiều người có thói quen đáp lại bằng sự nhún nhường để tránh động chạm đến khái niệm thiêng liêng mang tên quyền tự do cá nhân. Phản ứng mang tính thói quen đó đã là mảnh đất màu mỡ cho ngụy biện này tự do tung hoành. Và đúng với tính chất phòng tuyến cuối cùng của mình, người phạm ngụy biện trong hầu hết trường hợp sẽ không sử dụng ngụy biện này, vì ngụy biện chủ quan xuất hiện đồng nghĩa với việc vấn đề đang tranh luận cũng sẽ được đóng lại. Rốt cuộc thì tôi còn tranh luận tiếp làm gì khi anh bạn tôi quả quyết rằng đó là cái nhìn cá nhân chỉ của riêng anh ta trên toàn cõi thế gian này cơ chứ. Ngụy biện chủ quan có thể được viết lại dưới dạng sau. Thứ nhất, A phát biểu B kèm theo các lập luận. Thứ hai, C tuyên bố rằng B đúng với ai chứ không đúng với mình. Thứ ba, do đó việc C từ chối chấp nhận phát biểu B là đúng. Lý luận tuột dốc. Không có ai lúc nào cũng nói thật lòng, và rất ít người nói hết tất cả những gì mình nghĩ, vì ngôn từ thường trơn tuột, còn các ý tưởng lại đặc quánh. Henry Brooks Adams. Một cuộc hội thoại nhỏ, làm ví dụ. Một ngày uống một ly, một lúc nào đó anh sẽ trở thành kẻ nét rượu. Khoa học nói rằng một ngày uống một ly rượu vang sẽ có lợi cho sức khỏe đó. Năm 1996, một trong những sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm của giới báo chí cũng như gây ra các luồng ý kiến tranh luận trái chiều nhất là sự ra đời của chú cừu Dolly. Cừu Dolly là động vật đầu tiên được nhân bản vô tính trên thế giới. Sự ra đời của cừu Dolly được đón chào như một thành tựu khoa học, nhưng cũng phải hứng chịu nhiều ý kiến phản đối. Một trong những lập luận của những người thuộc phe đối lập là sự ra đời của cừu Dolly sẽ dẫn đến việc các nhà khoa học nhân bản vô tính con người trong tương lai, một hành động bị xem là trái đạo đức. Trong câu chuyện này, lập luận của phe phản đối mắc một lỗi sai là dù có nhân bản thành công cừu Dolly thì cũng không có nghĩa là trong tương lai chúng ta sẽ nhân bản con người, dù rằng khả năng đó có thể xảy ra. Lập luận trong câu chuyện cừu Dolly cũng là ngụy biện có tên lý luận tuột dốc. Lý luận tuột dốc như tên gọi của nó, giả định rằng một khi chúng ta đặt chân ở đỉnh dốc, chúng ta sẽ bị trơn tuột đến đáy mà không có cơ hội quay lại.
Theo ngụy biện này, sự kiện A xảy ra chắc chắn sẽ dẫn đến sự kiện B. Đây là một ngụy biện, vì trong phát biểu ý kiến này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy những lập luận hợp lý chứng minh rằng chắc chắn sẽ có một sự kiện B theo sau sự kiện ban đầu kia. Trong thực tế, có tồn tại những sự kiện mang tính nối tiếp nhau, tạo thành chuỗi. Trong chuỗi sự kiện, một sự kiện sẽ được theo sau bằng sự kiện khác. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện đó không tuyến tính, chỉ với một khả năng duy nhất xảy ra. Chỉ tồn tại một số ít những trường hợp mà điều chúng ta làm chắc chắn sẽ dẫn đến một điều tồi tệ tiếp theo. Hút thuốc phiện hay phạm pháp nằm trong nhóm này. Còn lại, trong hầu hết các trường hợp khác, chúng ta luôn có chọn lựa. Cái sai của lý luận tuột dốc không nằm ở chỗ sự kiện tiêu cực nối tiếp có xảy ra hay không, mà ở chỗ nó chỉ có thể xảy ra, chứ không phải là chắc chắn. Nếu chúng ta tin rằng ngụy biện theo kiểu lý luận tuột dốc là đúng, cuộc sống sẽ trở thành thảm họa. Ăn sẽ trở thành hành động gây béo phì. Uống sẽ khiến thận bị quá tải. Đi học sẽ khiến chúng ta trở thành những con mọt sách không có kỹ năng sống. Một ví dụ đơn giản khác, mang màu sắc vui đùa mà tôi hay sử dụng khi nói chuyện với bạn bè của mình như sau. Bạn tôi, hôm nay tôi thấy không được vui. Tôi, cậu phải vui lên, không vui sẽ làm hại nhiều người đấy. Bạn tôi không hiểu tại sao. Tôi, cậu không vui sẽ khiến nhiều người xung quanh cậu không vui. Khi mọi người xung quanh không vui, họ sẽ làm việc kém. Làm việc kém sẽ dẫn đến sản lượng kém. Sản lượng kém dẫn đến kinh tế trì trệ. Kinh tế trì trệ dẫn đến suy thoái. Suy thoái sẽ khiến cho 80 triệu người Việt Nam khốn khổ. Do đó, cậu không vui sẽ khiến 80 triệu người Việt Nam khốn khổ. Với kiểu lý luận này thì cậu bạn tôi đã có một trận cười đau cả bụng. Ngụy biện lý luận tuột dốc có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Thứ nhất, sự kiện A xảy ra hay có thể xảy ra. Thứ hai, do đó sự kiện B chắc chắn sẽ xảy ra. Sai thành một đúng. Cái lợi cho số đông chính là thước đo đúng sai. Jeremy Bentham. Ví dụ, sao anh lại đánh người? Tôi chẳng làm gì sai cả. Lúc trước thằng đó chơi xấu tôi mà. Tôi là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Tất nhiên, như nhiều người khác, World Cup là giải đấu đỉnh cao và thú vị nhất mà tôi không thể bỏ qua. Một trong những kỳ World Cup mà tôi yêu thích nhất là vào năm 2006. Tại kỳ World Cup này, tuyến Ý đã đăng quang ngôi vô địch sau khi thắng Pháp trên chấm phạt đền với kết quả chung cuộc 5-3. Tuy nhiên, ngoài chiến thắng đó, có một sự kiện độc nhất vô nhị là phút 110 của trận đấu, ngôi sao Zidane của tuyển Pháp đã có màn đánh nguội bằng đầu với hậu vệ Marco Materazzi của tuyển Ý và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau trận đó, Zidane tuyên bố rằng anh sẽ không xin lỗi Materazzi vì anh này đã nhục mạ anh. Trên các diễn đàn mạng, những người hâm mộ Zidane và ghét tuyển Ý cũng đồng tình với hành vi của anh này. Hai sai thành một đúng. Sẽ thật sai lầm khi cho rằng trả đũa người đã làm gì đó sai là một hành động đúng. Các hành động không phải phép tính toán học, kiểu âm nhân âm thành dương. Tuy nhiên, nhiều người chúng ta vẫn cho rằng quan niệm ăn biến trả biến là một hành động đúng. Ngụy biện hai sai thành đúng, lợi dụng quan điểm này để qua mặt bạn. Hai sai thành một đúng là ngụy biện vì tính đúng sai trong mỗi hành động đều mang tính độc lập. Cái sai trong một hành động theo sau một hành động sai khác sẽ vẫn là cái sai. Cái sai đó chỉ đúng đắn nếu nó ngăn chặn hành động sai đầu tiên tiếp tục diễn ra. Ngoại trừ trường hợp này, những hành động sai trái mang cách trả đũa đều không đúng. Ví dụ trong series phim đương đầu với thử thách Die Hard do diễn viên Bruce Willis thủ vai, nhằm ngăn chặn tội ác diễn ra, anh này đã liên tục phạm luật. Tuy nhiên, hành động này không được xem là sai trái,
vì mục đích của anh này là đúng đắn, ngăn chặn tội ác diễn ra. Ngụy biện hai sai thành một đúng thường được sử dụng bởi những người đã làm điều sai hay những kẻ biện hộ cho những người sai trái. Trả đũa chính là hình thái thường gặp của dạng ngụy biện này. Những tên khủng bố ở khu vực Trung Đông thường sử dụng chiêu bài trả đũa những hành động tấn công và xâm chiếm quyền tự do của các nước khác vào khu vực của chúng để làm lý do tổ chức các vụ tấn công và đánh bom. Như đã nêu trên, những hành động vì mục đích ngăn chặn hành động sai sẽ được xem là chính đáng. Nếu bạn muốn sử dụng ngụy biện hai sai thành một đúng, hãy bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó. Bạn có thể học tập cách thức hành động của chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ, theo ý kiến của tôi, là một kẻ hành xử cực kỳ khôn ngoan. Những cuộc tấn công Afghanistan, Iraq hay gần đây là Libya đều được Mỹ đặt dưới chiêu bài chống khủng bố, chứ không phải xâm lược hay trả đũa. Phải nói là nước Mỹ luôn rất chính xác trong những nước cờ chính trị của mình. Tất nhiên, bản chất của những cuộc chiến đó dưới cách nhìn của tôi đôi khi không đúng với tên gọi. Nhưng đứng ở góc độ lập luận và hành xử, chiêu bài chống khủng bố của Mỹ là một hành động chính xác. Ngụy biện hai sai thành một đúng có thể được viết lại như sau. Thứ nhất, A làm hành động B là sai trái với C. Thứ hai, C làm hành động D để trả đũa hành động B của A. Thứ ba, do đó hành động D là một hành động đúng. Ngụy biện tổng thể. Không có lý do gì để người ta muốn có một chiếc máy tính riêng ở nhà cả. Theo Ken Olson, một ví dụ cho dạng ngụy biện này. A nói, đội bóng các ngôi sao thế giới chắc chắn phải mạnh nhất. B nói lại, họ vừa thua tuyển Brazil trong giải giao hữu xong đấy. Lại một câu chuyện bóng đá khác. World Cup 2002 diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật Bản, chứng kiến đương kim vô địch Pháp bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Tuyến Pháp hòa một trận và để thua hai trận, không ghi được bàn thắng nào, quả là một kỷ niệm đáng quên. Trước khi vòng chung kết này diễn ra, tuyến Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá của giải. Hầu như không ai nghi ngờ khả năng vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng trước những đối thủ nhẹ cân trong bảng, Senegal, Đan Mạch hay Uruguay. Bên cạnh đó, đội hình tuyển Pháp sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Zidane, Vieira, Thuram, Trezeguet hay danh thủ lúc đó đang khoác áo câu lạc bộ tại ngoại hạng Anh, Arsenal, Thierry Henry. Tôi nhớ trước khi giải đấu diễn ra, một người bạn của tôi đã từng tuyên bố rằng tuyển Pháp sẽ vượt qua vòng đấu bảng ở vị trí dẫn đầu vì họ sở hữu những cầu thủ mạnh nhất. Tất nhiên, những người yêu thích và nghiên cứu sâu sắc về bóng đá đều biết rằng tập hợp của những cầu thủ mạnh nhất không làm nên một tập thể mạnh nhất. Phát biểu của người bạn tôi chính là một ngụy biện tổng thể. Ngụy biện này lập luận rằng đặc tính của một trong những cá thể trong nhóm cũng là đặc tính của cả nhóm. Trong trường hợp của tuyển Pháp ở World Cup 2002, tài năng của các cầu thủ Pháp như Henry, Zidane, Thuram đều dễ dàng khiến cho tất cả mọi người mặc định tuyển Pháp là một đội tuyển mạnh. Ngụy biện tổng thể cũng áp dụng tương tự với những trường hợp kết luận rằng một phần của một cá thể nào đó mang đặc tính A, do đó toàn bộ cá thể cũng mang đặc tính A. Ngụy biện tổng thể hoạt động dựa trên nền tảng tâm lý học. Hiệu ứng tâm lý mà tôi đang nhắc tới lần đầu được nhà tâm lý học người Mỹ Edward Thorndike trình bày và đặt cho tên gọi Halo Effect. Halo trong tiếng Anh chỉ những chiếc vòng thánh trên đầu các thiên thần. Hiệu ứng này hoạt động theo nguyên tắc như sau. Ấn tượng của bạn về một người có thể tạo ra định kiến tổng thể của bạn về người đó. Chẳng hạn, chúng ta thường xuyên nghĩ rằng những sinh viên từng học giỏi sẽ là những nhân viên tốt. Với cánh đàn ông, nhan sắc của các cô nàng xinh đẹp tạo ra ấn tượng rất mạnh
che mờ tất cả những đặc tính không đẹp khác mà các nàng đang sở hữu. Ngụy biện tổng thể là một lập luận sai vì một cá thể hay một phần của nhóm không mang tính đại diện cho cả nhóm. Do đó, những đặc tính của cá thể được sử dụng trong ngụy biện tổng thể thực tế không liên quan gì đến cá thể nhóm kia. Tất nhiên, tồn tại những ngụy biện tổng thể mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra như một con thỏ trung bình ăn nhiều cà rốt hơn một con người. Do đó, loài thỏ trên thế giới ăn nhiều cà rốt hơn loài người. Cũng có những ngụy biện tổng thể khác khó nhận ra hơn. Chúng ta sẽ được xem một màn biểu diễn võ thuật hay vì tất cả những võ sư biểu diễn xuất sắc nhất đều tham gia màn biểu diễn này. Chuyện tất cả các võ sư xuất sắc tham gia màn biểu diễn quả là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, chuyện họ có biểu diễn đồng bộ và đẹp mắt cùng nhau hay không lại là một vấn đề khác. Để giúp bạn nhận ra ngụy biện tổng thể, tôi sẽ viết nó lại dưới dạng đơn giản như sau. Dạng thứ nhất, 1. A sở hữu đặc tính B. 2. Do đó, nhóm tổng thể của những A khác nhau cũng sở hữu đặc tính B. Dạng thứ hai, 1. Các cá thể trong nhóm A sở hữu đặc tính B. 2. Do đó, nhóm A sở hữu đặc tính B. Quả là những ví dụ thú vị đúng không các bạn? Với hàng ngày, có vẻ như ngụy biện diễn ra mọi lúc, mọi nơi đúng không? Và nếu áp dụng đúng nơi đúng chỗ, thì chúng ta có thể dễ dàng thoát ra được những cuộc tranh luận không có hồi kết. Thật thú vị. Mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục tìm thấy được những mẫu chuyện bổ ích mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tiếp sau đây. Câu hỏi phức. Mỗi người phải tự đưa ra phán quyết của mình dựa trên cơ sở cân nhắc tất cả các bằng chứng. Leonard Pricop. Ví dụ, một dạng câu hỏi như anh có còn thường xuyên bán các sản phẩm kém chất lượng cho khách hàng như trước không? Ngụy biện câu hỏi phức là cách thức tranh luận thường xuyên diễn ra. Ngụy biện này có thể được nhận dạng khá dễ dàng, nhưng thường là bài toán khó với những trả lời theo phản xạ và thiếu khả năng tranh luận. Ngụy biện câu hỏi phức là một câu hỏi chứa đựng những giả định chưa được chứng minh hay còn đang được tranh cãi. Chẳng hạn như câu hỏi chơi xấu nhân viên bán hàng dưới đây. Anh có còn thường xuyên bán các sản phẩm chất lượng kém cho khách hàng không? Câu hỏi này, nếu trả lời đúng thì phải là còn hoặc không. Tuy nhiên, dù người kia có trả lời thế nào thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng trước đó mình đã bán những sản phẩm chất lượng kém cho khách hàng. Đó chính là cái mánh khóe và xảo quyệt trong ngụy biện câu hỏi phức. Câu hỏi chơi xấu trên có thể được viết lại dưới dạng sau đây. A nhỏ, anh thường xuyên bán sản phẩm chất lượng kém cho khách hàng. B nhỏ, giờ anh còn làm việc đó nữa không? Khi viết dưới dạng trên, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng có một phát biểu được lồng trong câu hỏi và phát biểu này không đi kèm bằng chứng nào cả. Bằng cách lồng phát biểu giả định rằng người bán hàng này từng thường xuyên bán sản phẩm kém chất lượng cho khách hàng vào trong câu hỏi, tôi đã khéo léo khiến anh này phải thừa nhận phát biểu trên, dù trong thực tế tôi chẳng thể đưa ra bằng chứng nào cho thấy phát biểu đó là có cơ sở cả. Trong tranh luận đời thường, tôi đã từng va chạm với rất nhiều những ngụy biện kiểu này, và thường mọi người hay gọi chúng bằng cái tên phổ thông là rào trước. Ngụy biện câu hỏi phức không chỉ nhằm mục đích nói sai để giành thắng lợi trong một vài phát biểu nào đó, nó còn có thể được sử dụng để khai thác thông tin rất hiệu quả. Bộ não con người chia làm hai bán cầu, một bên lưu giữ ký ức và một bên nhận chức năng sáng tạo. Khi nói dối, bộ não chúng ta phải làm việc căng thẳng hơn và nếu không trải qua tập luyện. Khi gặp phải một tình huống khó khăn, người nói dối thường mắc sai lầm. Ví dụ, một trong những nhân viên trong bộ phận của tôi thường hay lơ đãng khi làm việc. Một lần, tôi biết nhân viên này đang ngồi xem những website giải trí, dù rằng công việc tôi giao vẫn chưa làm xong. Tôi có thể đến và hỏi, sau khi đọc báo giải trí xong, em sẽ cảm thấy làm việc có hiệu quả hơn phải không? Hoặc một ví dụ khác là khi bạn đến gặp khách hàng với mục đích dò ra đối thủ cạnh tranh của mình, bạn có thể hỏi những câu như, bên anh cân nhắc báo giá của công ty XYZ sao rồi? Sử dụng câu hỏi phức
Dù hữu ích trong nhiều trường hợp, nhưng đứng về mặt tranh luận mà nói, nó vẫn là một ngụy biện. Do đó, khi nắm bắt được tinh thần của ngụy biện này, tôi hy vọng bạn có thể nhận diện được nó và dùng nó đúng lúc, đúng chỗ. Ngụy biện câu hỏi phức có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Một nhỏ, A hỏi câu hỏi B, mà trong B có chứa một phép biểu C, chưa được chứng minh hay còn đang tranh cãi. Hai nhỏ, do đó C đúng. Thủ tiêu ngoại lệ. Bạn phải học các quy tắc của trò chơi, và sau đó bạn phải chơi giỏi hơn những người khác. Theo Albert Einstein, một ví dụ cho lối ngụy biện này. Trâu bột ghét trâu ăn, anh không được tham dự lớp tập huấn, nên anh ganh ghét với tôi chứ gì. Tôi không phải kiểu người đó đâu. Trong tranh luận logic có rất nhiều nghịch lý dẫn đến bế tắc. Tuy nhiên, có một nghịch lý mà tôi rất thích và thường sử dụng để chống lại những người lấy sự tồn tại của ngoại lệ như một lý do để cãi cùng. Nghịch lý đó được biết đến với cái tên nghịch lý ngoại lệ. Nghịch lý ngoại lệ như sau. A nhỏ, mọi quy luật đều có ngoại lệ. Quy luật 1. B nhỏ, mọi quy luật đều có ngoại lệ là một quy luật. Do đó, mọi quy luật đều có ngoại lệ, phải có ngoại lệ. C nhỏ, tuy nhiên, nếu mọi quy luật đều có ngoại lệ nghĩa là có một quy luật nào đó không có ngoại lệ, quy luật 2. D nhỏ, từ đó, quy luật 1 và 2 mâu thuẫn nhau. Ngụy biện tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu có tên gọi là ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Ngụy biện này áp dụng quy tắc chung lên một trường hợp cụ thể nào đó, nằm ngoài phạm vi bao trùm của quy tắc đó. Nói đơn giản hơn, khi bạn xem các quy tắc như những thứ bao trùm tổng thể vũ trụ, mà không có một ngoại lệ nào, là bạn đã phạm phải ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Chẳng hạn nếu tôi nói, ông bà ta có câu, trâu buộc ghét trâu ăn cỏ. Anh thấy tôi học giỏi hơn anh, nên anh ghen tị với tôi chứ gì. Phép biểu đó của tôi là ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ, vì không phải lúc nào ông bà ta nói cũng đúng. Không phải tất cả mọi người đều ghen ghét trước khả năng của tôi. Một ví dụ khác của ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ như sau. Trẻ em cần ăn nhiều để chóng lớn. Phép biểu trên là đúng, nhưng không phải trong trường hợp của những trẻ em bị béo phì hay dư chất. Thông thường, khi áp dụng những quy tắc hay quy luật, chúng ta có thói quen hay đơn giản hóa. Lý do cho hành động này là nếu chúng ta cứ phải tìm kiếm và nghiên cứu tất cả những ngoại lệ trên thế giới trước khi đưa ra một phép biểu, thì có lẽ sẽ chẳng phép biểu nào được đưa ra. Chúng ta chấp nhận mình sẽ mắc sai lầm trong khi nói. Tuy nhiên, đối với một số người, những phép biểu về quy luật sẽ đi kèm với câu tất nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ. Với những người khác, họ thường khẳng định quy luật một cách tuyệt đối hoặc đơn giản hóa để nó có một ngụy biện đẹp mắt. Ở các vòng chung kết bóng đá như World Cup hay Euro, với các trận đấu diễn ra vào ban đêm hay rạng sáng, khu vực nhà tôi thường có một vài nhà thức khuya xem bóng đá. Thường những nhà này hay có thói quen reo hò ầm ĩ khi đội tuyển họ cổ vũ ghi bàn. Khi đó, tôi thường sang yêu cầu họ nhỏ tiếng để mọi người nghỉ ngơi. Lý luận của những người này là tôi có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do làm những gì mình thích. Anh có quyền gì ngăn cản tôi chứ? Ở đây, người hàng xóm của tôi đã đơn giản hóa luật về tự do cá nhân nhằm ngụy biện cho hành động của mình. Thực tế, khi nói về luật pháp, chúng ta đều biết cá nhân có quyền tự do ngôn luận và mưu cầu hạnh phúc, nhưng với điều kiện không được ảnh hưởng đến người khác. Bằng cách lược bỏ phần ngoại lệ quan trọng này, anh hàng xóm của tôi đã phạm phải ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ có thể được viết lại dưới dạng sau. Một nhỏ, quy luật A áp dụng cho nhóm B,
Hay nhỏ, C thuộc nhóm B, nhưng là một trường hợp ngoại lệ. Ba nhỏ, người phạm ngụy biện tuyên bố quy luật A cũng áp dụng cho C. Ngụy biện tâm lý. Tôi không thất bại, tôi chỉ vừa tìm ra 10.000 thứ không hoạt động mà thôi. Thomas Edison. Một ví dụ cho ngụy biện này. Nhân vật A phát biểu. Tôi nghĩ chẳng ai thích nổi anh ta đâu, đến tôi còn không thích cơ mà. Nhưng thật ra, chẳng lẽ ai cũng có suy nghĩ giống anh ta à? Trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, giao tiếp là kỹ năng, theo tôi luôn cần phải có. Nó tập trung vào cách thức chúng ta ứng xử và giao tiếp với những người khác trong cuộc sống và công việc nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất. Một trong những chìa khóa của kỹ năng này là phải thấu hiểu người mà mình đang giao tiếp, nếu không sẽ xảy ra tình trạng lệch pha và không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hiểu được suy nghĩ và hành động của ai đó là một chủ đề thuộc ngành tâm lý học. Và ngụy biện mà tôi muốn thảo luận ở phần này giả định rằng người phạm ngụy biện hiểu tâm lý hành vi của những người khác. Ngụy biện tâm lý được đặt tên bởi nhà tâm lý học và triết học người Mỹ William James. Ngụy biện này xuất hiện khi người phạm ngụy biện khẳng định rằng một người hay nhóm người có phẩm chất hay trạng thái nào đó, bởi người phạm ngụy biện cũng có trạng thái phẩm chất ấy. Như ví dụ trên, tôi nghĩ chẳng ai thích nổi anh ta đâu, đến tôi còn không thích cơ mà. Phát biểu trên là một ngụy biện, vì dù rằng con người trong nhiều trường hợp có những hành động và suy nghĩ giống nhau, nhưng hầu hết trường hợp mỗi người chúng ta có những phẩm chất riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn cảnh môi trường, điều kiện sinh trưởng, cấu tạo sinh lý của mỗi cá nhân. Trạng thái của mỗi người sẽ khác nhau, tùy thuộc vào không gian, thời gian, các động lực và cách thức suy nghĩ của mỗi cá nhân. Do đó, sẽ là một suy luận thiếu chính xác khi cho rằng trạng thái phẩm chất của chúng ta cũng sẽ là trạng thái phẩm chất của những người khác. Từ góc nhìn lập luận, cái sai ở đây nằm ở chỗ, người phạm ngụy biện đã đưa ra kết luận dựa trên giả định chưa được chứng minh. Dùng ví dụ trên, tôi có thể viết lại dưới dạng sau đây. A nhỏ, tôi không thích anh ta. B nhỏ, tất cả mọi người đều giống tôi. C nhỏ, do đó, tất cả mọi người đều không thích anh ta. Ở đây, rõ ràng chẳng ai chứng minh được mọi người cũng có suy nghĩ giống tôi. Lập luận theo kiểu ngụy biện tâm lý chỉ đúng khi nêu được những điều kiện mà trong đó hành động của bạn cũng sẽ là hành động của tôi, hay nói cách khác, phát biểu giả định được công nhận. Chẳng hạn, một trong những nhánh của toán học ứng dụng mà các sinh viên kinh doanh đều phải học có tên gọi lý thuyết trò chơi. Môn học này nghiên cứu về cách thức ra quyết định chiến lược trên cơ sở tiên đoán hành vi của những người tham gia trò chơi. Khi học lý thuyết trò chơi, chúng ta giả định rằng hành vi của người chơi dựa trên cơ sở lợi ích tối đa. Bằng cách đưa ra nguyên tắc đó, chúng ta có thể đưa ra những kết luận về hành vi cũng như suy nghĩ của người khác mà không sợ mắc phải ngụy biện tâm lý. Ngụy biện tâm lý có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, A có trạng thái hoặc phẩm chất B nào đó. Hai nhỏ, A kết luận rằng người khác cũng có trạng thái hoặc phẩm chất tương tự vì A có trạng thái hoặc phẩm chất đó. Ngụy biện ôn hòa. Hãy ôn hòa trong tất cả mọi chuyện, ngay cả trong sự ôn hòa. Horace Foster. Một ví dụ minh họa cho ngụy biện này. A nói, chúng ta có ba chọn lựa. Với mức độ rủi ro từ thấp đến cao, anh nghĩ chúng ta nên chọn loại nào? B nói, tôi nghĩ chọn mức độ giữa là nhất, cứ bình bình cho lành anh ạ. Ngụy biện ôn hòa tuyên bố rằng nếu có hai cách nhìn trái ngược nhau ở hai cực
thì chúng ta nên chọn lựa chọn ở giữa. Ví dụ, tôi đi vay tiền ngân hàng đưa ra mức lãi suất là 20% trên năm và tôi mong muốn mức lãi suất là 15% trên năm. Nếu tôi sử dụng ngụy biện ôn hòa để thương lượng lãi suất với ngân hàng, thì tôi sẽ đề nghị rằng, thôi thì mỗi bên nhường nhau một bước và mức lãi suất cho vay là 17,5% trên năm. Bằng cách lấy 20% cộng với 15% và tất cả chia đôi, sẽ là mức lãi suất đúng. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ tưởng tượng, vì trong thực tế tôi nghi ngờ khả năng ngân hàng sẽ cho bạn vay với mức lãi suất ôn hòa. Nếu lãi suất thật muốn giải ngân của tổ chức tín dụng này là 20% trên năm. Ngụy biện ôn hòa là cách lập luận sai, vì lập luận kết luận rằng vị trí ôn hòa là một lựa chọn đúng đắn chỉ vì tính ôn hòa của nó. Chúng ta thường bị qua mặt bởi kiểu lập luận này trong những tình huống mà những người tham gia không muốn dấn sâu vào những tranh luận, khiến họ bị nhìn nhận như những người cực đoan. Ôn hòa là một cái nhìn rất phổ biến và được ưa thích trong nhiều lĩnh vực. Chắc hẳn bạn đã từng nghe những triết lý sống kiểu như ăn ngủ điều độ, không yêu không ghét, vân vân và vân vân. Tôi không nói những triết lý này là sai, chúng đúng và có thể ứng dụng để điều chỉnh cách sống của bạn sao cho hợp lý, vì trong rất nhiều trường hợp lựa chọn ôn hòa là đúng đắn. Tuy nhiên, nó đúng đắn không phải vì nó nằm ở giữa, mà vì những lựa chọn cực đoan sẽ mang lại những tác dụng xấu. Ví dụ, ăn ngủ quá nhiều đều không tốt. Ngược lại, nếu các lựa chọn khác không cực đoan, thì cách kết luận lựa chọn điểm ôn hòa không có ý nghĩa gì cả. Nếu chấp nhận tính đúng đắn của quan điểm ôn hòa, sẽ rất nhanh chóng chúng ta thấy mình rơi vào tình trạng sau. Tôi đi vay lãi suất ngân hàng. Ngân hàng đề nghị cho tôi vay với lãi suất 20% trên năm. Tôi muốn vay với lãi suất 1% trên năm. Do đó, tôi tuyên bố rằng mình mong muốn vay tiền với lãi suất 10,5% trên năm và đề nghị áp dụng cách nhìn ôn hòa khi cộng mức lãi suất 20% mà ngân hàng muốn cho vay với mức lãi suất 1% tôi muốn vay và chia hai để hưởng mức lãi suất thỏa thuận 10,5% trên năm. Thực tế, sẽ chẳng ngân hàng nào chịu cách tính toán theo lối ngụy biện này của tôi cả, vì các ngân hàng quá khôn ngoan. Nói tóm lại, điểm ôn hòa hay điểm giữa là một lựa chọn đúng, nhưng chỉ trong những trường hợp các lựa chọn khác mang lại những kết quả tiêu cực. Còn nếu không, chọn lựa điểm ôn hòa vì nó nằm giữa là bạn đã sa vào ngụy biện rồi. Ngụy biện ôn hòa có thể được viết lại dưới dạng sau. Một nhỏ, A lớn và B lớn là những lựa chọn cực đoan. Hai nhỏ, C lớn là một lựa chọn nằm giữa A lớn và B lớn. Ba nhỏ, do đó C lớn là một lựa chọn đúng đắn. Hoán vì dối. Logic cộng logic thành phi logic. Bạn có hiểu tôi nói gì không? Theo Jason Schwartzman. Ví dụ, tất cả các cầu thủ bóng đá đều đi giày đinh. Do đó, ai đi giày đinh đều là cầu thủ bóng đá. Hoán vị là một quy luật trong phép suy luận diễn dịch. Suy luận diễn dịch là cách thức suy luận đi từ cái chung đến cái riêng. Chẳng hạn, một suy luận diễn dịch kinh điển mà sinh viên nào học qua môn logic học cũng sẽ biết đến có dạng như sau. Một nhỏ, tất cả loài lông vũ đều đẻ trứng. Hai nhỏ, gà là loài lông vũ. Ba nhỏ, do đó gà đẻ trứng. Kiểu suy luận diễn dịch này còn có tên gọi thông dụng là tam đoạn luận. Trong suy luận diễn dịch, quy luật hoán vị cho phép hoán đổi vị trí giữa chủ ngữ và vị ngữ trong phép biểu. Tuy nhiên, nguyên tắc này không áp dụng cho tất cả những dạng phép biểu, mà chỉ đúng với hai dạng sau đây. Dạng thứ nhất,
A nhỏ, không A là B. B nhỏ, do đó không B là A. Ví dụ, không kẻ nào ngờ nghịch mà trở thành ông chủ, do đó không ai trở thành ông chủ mà ngờ nghịch cả. Dạng thứ hai, A nhỏ, vài A là B. B nhỏ, do đó B là A. Ví dụ, vài kẻ ngờ nghịch mà vẫn trở thành ông chủ, do đó vài ông chủ cũng là những kẻ ngờ nghịch. Như đã nói ở trên, cách thức sử dụng hoán vị trong phép suy luận diễn dịch không đúng với mọi trường hợp. Sử dụng quy luật hoán vị không chính xác là đã phạm phải ngụy biện. Do vậy, ngụy biện mà tôi muốn trình bày ở đây có tên là hoán vị dối. Ngụy biện này sử dụng quy luật hoán vị trong suy luận diễn dịch một cách sai lầm, từ đó dẫn đến những lập luận không hợp lý. Thông thường, ngụy biện hoán vị dối sẽ xảy ra theo ba dạng sau đây. Dạng thứ nhất, A nhỏ, tất cả A là B. B nhỏ, do đó tất cả B đều là A. Ví dụ, tất cả cầu thủ bóng đá đều đi giày. Do đó, tất cả những người đi giày đều là cầu thủ bóng đá. Dạng thứ hai, vài A không phải là B. B nhỏ, do đó vài B không phải là A. Ví dụ, vài cầu trôi tóc xanh tóc đỏ không phải là những học sinh ngoan. Do đó, vài học sinh ngoan không phải là những cầu trôi tóc xanh tóc đỏ. Vài ở đây không có nghĩa là từ vài, mà là ít hơn tất cả và nhiều hơn một. Dạng thứ ba, A nhỏ, phần trăm của A là B. B nhỏ, do đó phần trăm của B là A. Ví dụ, cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 3% những vụ tai nạn xe máy là do các công dân từ 40 tuổi trở lên gây ra. Do đó, chỉ có 3% những công dân từ 40 tuổi trở lên gây ra những vụ tai nạn xe máy. Lại là những ví dụ rất hay đúng không các bạn? Sau khi đã rất nhiều hình thức ngụy biện, thì bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi hình thức ngụy biện nào mà mình hay gặp phải nhất chưa? Trong phần này, kho sách nói.com.vn em sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho các bạn 4 kiểu ngụy biện nữa để các bạn có thể kiểm nghiệm cho điều này. Mời các bạn lắng nghe. Ngụy biện rẻ đôi. Hoặc là các anh đứng về phe chúng tôi, còn không, các anh thuộc về những kẻ khủng bố. George Bush. Ví dụ nhỏ cho ngụy biện này. A phát biểu: chỉ có hai loại người trên thế giới. Những người tin rằng có hai loại người trên thế giới và những người không tin vào điều đó. Vậy anh thuộc loại nào? Ngụy biện kế tiếp mà tôi muốn giới thiệu đến bạn là một trong những ngụy biện mà tôi yêu thích và thường xuyên sử dụng. Bạn tính tôi rất thích sự đơn giản, kim chỉ nam của tôi khi làm bất cứ điều gì là theo sát nguyên tắc KESS. Keep it simple, stupid. Hãy đơn giản thôi, đồ ngốc ạ. Thông thường, với một vấn đề phức tạp, có rất nhiều lựa chọn. Cách tôi làm là khái quát hóa và đơn giản hóa những lựa chọn đó. Ví dụ, nếu muốn mua một chiếc điện thoại mới, tôi sẽ suy nghĩ như sau. Thứ nhất, xác định mua của hãng nào? Nokia, Samsung và Apple. Chẳng hạn nếu chọn Samsung, tôi sẽ suy nghĩ tiếp nên mua điện thoại nào? Giá bao nhiêu? 1 triệu hay 1 đến 3 triệu hoặc hơn 3 triệu? Bằng cách đơn giản hóa những chọn lựa, tôi nhanh chóng đi đến quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình đơn giản hóa, tôi có thể mắc phải sai lầm khi bỏ sót các lựa chọn quan trọng hoặc các chọn lựa khác nhỏ hơn. Ngụy biện rẻ đôi hoạt động dựa trên cơ chế này. Nó chỉ đưa ra cho bạn hai lựa chọn, trong khi thực tế tồn tại rất nhiều những lựa chọn khác. Ví dụ, một trong những phát ngôn hài hước mang tính chất ngụy biện rẻ đôi của diễn viên Mỹ Robert Franklin như sau. Chỉ có hai loại người trên thế giới. Những người tin rằng có hai loại người trên thế giới và những người không tin vào điều đó. Còn nhóm không ý kiến xếp vào đâu vì tôi thuộc nhóm này. Cơ bản mà nói,
Ngụy biện rẽ đôi mang hình thái của một lập luận đúng theo dạng A nhỏ, không A thì B. B nhỏ, không A, do đó phải là B. Tuy nhiên, còn phải lưu ý rằng, lập luận này chỉ đúng khi vấn đề chỉ có hai lựa chọn. Ví dụ, người đó không phải nam thì là nữ. Người đó không phải nam, do đó người đó là nữ. Một lần nữa, tôi xin loại bỏ khả năng sang pha nhớt trong ví dụ của mình. Cái sai của ngụy biện rẽ đôi nằm ở ngụy biện này đưa ra kết luận theo hình thái lập luận không chỉ có hai lựa chọn. Bằng cách sử dụng ngụy biện rẽ đôi, người phạm ngụy biện đã thủ tiêu tất cả những lựa chọn còn lại, và trong nhiều trường hợp, những lựa chọn đó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả cuối cùng của lập luận. Chẳng hạn, có lần tôi nói với bạn mình như sau. Có hai loại người trên thế giới, người quản lý người khác và người bị người khác quản lý. Anh muốn trở thành loại nào? Phát ngôn trên của tôi là sai, vì ai cũng vừa quản lý ai đó, vừa bị ai đó quản lý. Rất hiếm trường hợp bạn không bị ai đó quản lý, mà chỉ quản lý người khác. Ví dụ như các ông chủ của các doanh nghiệp đồ sộ, cũng phải biết kính nể các bà vợ khi về nhà. Ngụy biện rẽ đôi thành công phần nào dựa trên tâm lý thích sự đơn giản của chúng ta. Nếu bạn không phải là một người thích đào sâu tìm kiếm những câu trả lời chính xác, một người giàu kinh nghiệm về quản lý, hay đang trong trạng thái thách thức tôi, khi nghe thấy phát biểu trên về chủ đề quản lý, chắc hẳn bạn đã phải gật gù đồng tình với tuyên bố của tôi ngay lập tức. Ngụy biện rẽ đôi có thể được sử dụng để mang lại kết quả tích cực trong những tình huống mà ở đó bạn cần người nghe dồn hết tâm trí vào thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Chẳng hạn, khi hô khẩu hiệu, tự do hay là chết. Xin nhắc lại, những phát biểu kiểu này chỉ được chấp nhận trong các tình huống phi tranh luận. Còn trong những cuộc tranh luận, không chỉ có hai lựa chọn, đơn giản hóa các chọn lựa thành hai và rút ra kết luận từ đó là một lỗi lập luận. Như Albert Einstein từng nói, mọi thứ đều nên được đơn giản hóa, nhưng không đơn giản hơn thế. Ngụy biện rẽ đôi có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Một nhỏ, A đúng hoặc B đúng. Trong trường hợp có thể còn những lựa chọn C, D, E, F khác. Hai nhỏ, A sai. Ba nhỏ, do đó B đúng. Ngụy biện lối mòn. Nhưng tôi không muốn giả định rằng truyền thống ưu việt của chúng ta sẽ đảm bảo cho chúng ta một tương lai tuyệt vời. Dave Hahnemann. Ví dụ, lý thuyết cổ xưa nhất tuyên bố rằng trái đất phẳng, do đó chúng ta có thể tin rằng trái đất là một khối phẳng. Ồ, nhưng mà trái đất hình tròn cơ mà. Văn hóa Việt Nam nói riêng và rất nhiều nước châu Á nói chung thường tôn trọng truyền thống và kinh nghiệm. Khi tôi hay nhiều người thuộc thế hệ của tôi tranh luận cùng người lớn tuổi hơn, chúng tôi bị quy vào nhóm không kính nhạo đắc thọ. Người ta hay nói với tôi rằng trứng mà đòi khôn hơn rận. Kinh nghiệm này truyền lại mấy chục năm rồi, hay đài loại những phát biểu như thế. Những phát biểu này nhấn mạnh tính cổ xưa, cũ kỹ hay lâu đời, và từ đó khẳng định tính đúng đắn của một lập luận được gọi với cái tên ngụy biện lối mòn. Ngụy biện lối mòn xảy ra khi người phạm ngụy biện tuyên bố rằng thứ gì đó đúng hay tốt hơn chỉ vì nó là truyền thống hay là một thực tiễn được sử dụng trong nhiều năm. Chẳng hạn tôi nói, cách giải bài tập toán của tôi hay hơn và đúng hơn cách của bạn vì thầy tôi đã dạy làm theo cách này 20 năm qua rồi. Ở đây, chuyện thầy tôi có làm 20, 40 hay 100 năm qua cũng không đảm bảo rằng cách giải bài tập toán của tôi là cách hay hơn so với một cách thức nào đó ít tuổi hơn. Ngụy biện lối mòn là cách thức lập luận sai, vì tuổi tác không tự nhiên khiến cái gì đó trở nên đúng hơn hay tốt hơn cái khác. Nhìn vào ví dụ sau đây, bạn sẽ thấy rõ ngụy biện này sai lầm như thế nào. Lý thuyết trái đất phẳng
cổ xưa hơn thuyết trái đất có hình cầu. Do đó, thuyết trái đất phẳng là một thuyết chính xác. Ngày nay, ai cũng biết trái đất mang hình gì. Ngụy biện này hoạt động dựa trên đặc tính chuộng cái cũ của con người. Chúng ta thích đưa ra những lựa chọn an toàn. Những lựa chọn cũ được xem là an toàn vì có ai đó vào thời điểm nào đó đã thử nó rồi. Chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chọn một phương pháp điều trị bệnh đã được ứng dụng lâu đời hơn là trở thành chuột bạch cho một phương pháp điều trị mới. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy bớt lo sợ hơn khi rót tiền vào những ngân hàng có truyền thống lâu năm, bất chấp những vụ phá sản đình đám của Barings Bank, một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Anh, hay Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư của Mỹ có hơn 150 tuổi. Trong nhiều trường hợp, thời gian là một thước đo đúng đắn. Chẳng hạn, rượu để càng lâu sẽ càng ngon, những lâu đài cổ càng nhiều năm tuổi sẽ càng có giá. Nhưng giá trị của chúng không nằm ở chỗ chúng có tuổi, mà nằm ở những thay đổi và các giá trị văn hóa có được qua thời gian. Nói ngắn gọn là, chỉ đơn thuần có tuổi sẽ không mang lại ý nghĩa gì. Xã hội loài người phát triển dựa trên những sáng tạo mới, chứ không phải ôm khư khư những cái cũ, và cho rằng chúng sẽ mãi mãi đúng đắn. Rốt cuộc, thì vì ông cố nội của tôi để tóc dài, và ông nội tôi để tóc dài, không có ý nghĩa là để tóc dài là một điều đúng đắn mà tôi phải noi theo. Nhưng nếu bạn đơn thuần sử dụng phát biểu này của tôi đi ứng đối với những người khác và tuyên bố rằng truyền thống để tóc dài này là sai, nghĩ là bạn đã phạm vào ngụy biện rẽ đôi. Ngụy biện lối mòn có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Một nhỏ, A cổ xưa hay là một truyền thống. Hai nhỏ, do đó A đúng đắn hay tốt hơn. Trẻ con cũng biết. Chỉ có hai thứ vô tận là vũ trụ và sự ngu dốt của con người, nhưng tôi không chắc lắm về cái thứ nhất. Albert Einstein. Ví dụ cho hình thức ngụy biện này. A. Trẻ con cũng biết giá xăng dầu không bao giờ giảm. B. Tôi đồng ý. Ngụy biện tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu đánh vào tâm lý chung của tất cả mọi người có tên là ngụy biện trẻ con cũng biết. Ngụy biện này tuyên bố rằng kết luận nào đó là thứ không cần phải chứng minh vì tính đúng đắn của nó ngay cả trẻ con cũng biết. Ví dụ, ngay cả trẻ con cũng biết điện thoại của hãng Apple tốt hơn điện thoại những hãng khác. Kết luận về điện thoại này có thể đúng hoặc sai. Tôi không bình luận về tính đúng sai của nó ở đây. Xét về góc độ lập luận, đưa ra một tuyên bố như trên, nghĩ là bạn đã phạm ngụy biện vì người phát biểu chẳng làm gì ngoài việc đưa ra kết luận đi sau cụm từ trẻ con cũng biết, không hề có bất cứ tiền đề nào hỗ trợ cho kết luận trong lập luận trên. Trẻ con cũng biết là một cách ngụy biện tương tự với những ngụy biện sử dụng quyền lực đám đông. Tuy nhiên, cái khác biệt ở đây nằm ở chỗ chúng ta sử dụng đối tượng trẻ con, nhóm đối tượng có giá trị lợi dụng cao, vì chúng tạo ra sự xấu hổ ê chề hơn rất nhiều. Khi gặp phải ngụy biện này, chúng ta thường phản ứng theo những cách sau. Phản ứng thứ nhất, im lặng, gật gù đồng ý, tỏ vẻ hiểu biết vì không muốn mất mặt. Phản ứng thứ hai, trả lời lại kiểu như, tôi chưa hề nghe qua chuyện này hoặc chuyện đó bao giờ cả, thì sẽ mắc vào cái bẫy của người phạm ngụy biện. Nếu phản ứng theo cách này, rất nhanh chóng, người phạm ngụy biện sẽ tung ra ngụy biện công kích cá nhân và hình ảnh của người đối thủ kia trong cuộc tranh luận cũng tan tành theo mây khói. Ví dụ, người phạm ngụy biện, ngay cả trẻ con cũng biết một trận đấu bóng đá có tổng cộng 3 trọng tài. Đối thủ, tôi chưa nghe qua chuyện đó bao giờ cả. Người phạm ngụy biện, cái chuyện con nít cũng biết mà anh không biết à? Cho nên tôi nghĩ tranh luận với anh chỉ tốn hơi. Phản ứng thứ ba.
thách thức người phạm ngụy biện bằng những câu hỏi kiểu như: anh có bằng chứng gì không? Hay trẻ con nào biết chuyện đó? Anh dẫn ra đây xem nào. Với tôi, khi gặp phải ngụy biện này, tôi thường đặt câu hỏi ngược lại cho người phạm ngụy biện. Trẻ con nhà anh ăn gì mà biết nhiều thứ thế? Trẻ con cũng biết, theo tôi là cách ngụy biện dễ nhất trên đời. Người sử dụng chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ cách luận cứ để chứng minh kết luận. Người này chỉ cần thêm, ngay cả trẻ con cũng biết. Hay, trẻ con cũng biết rằng. Vào trước phát biểu của mình và xem kết luận đó như một sự thật hiển nhiên đúng. Chẳng hạn, bằng cách sử dụng ngụy biện trẻ con cũng biết, tôi có thể chế ra hàng loạt những phát biểu rất đúng đắn như sau. Trẻ con cũng biết mặt trời mọc ở hướng Tây. Đến trẻ con cũng biết giá xăng dầu sẽ không bao giờ giảm. Trẻ con cũng biết các ông chồng là những người chủ thực thụ trong gia đình. Do cách nhận diện và sử dụng ngụy biện này rất đơn giản, tôi nghĩ không cần phải viết lại theo dạng đơn giản hơn nữa như với những ngụy biện khác. Hy vọng bạn đã nắm rõ ngụy biện này. Ngụy biện lòng trắc ẩn. Lòng thương hại là sự phản bội. Maximilian Robespierre. Ví dụ, tôi cần có mức lương 8 triệu trên tháng. Vì cả nhà tôi trông vào đồng lương của tôi. Ông nội tôi đang bị bệnh nặng, có nguy cơ không qua khỏi. Nhà tôi lại còn mẹ già và hai đứa con nhỏ. Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc. Cuộc sống vốn không công bằng. Dù không tin vào số phận và những học thuyết mà trong đó các thế lực siêu nhiên sắp đặt vận mệnh con người, tôi cũng có thể nhận ra rằng, ở nơi nào đó, vào lúc nào đó, luôn có những con người khổ sở vì không có được những gì mình muốn. Và tôi tin rằng, lòng trắc ẩn là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Tuy vậy, nhìn nhận ở góc độ lập luận, lòng trắc ẩn không phải là một luận cứ chính xác để bạn có thể đi đến kết luận. Ngụy biện lòng trắc ẩn cố gắng tạo ra sự đồng cảm hay thương hại ở người nghe thay vì đưa ra những chứng cứ hỗ trợ hợp lý. Chẳng hạn, tôi sẽ phạm phải ngụy biện lòng trắc ẩn nếu phát biểu như sau trong buổi đàm phán lương bổng với nhà tuyển dụng. Ông nội tôi đang bị bệnh nặng lắm, có nguy cơ không qua khỏi. Nhà tôi lại còn mẹ già và hai con nhỏ. Một mình tôi phải làm việc nuôi cả nhà, nếu không được nhận vào làm, gia đình tôi sẽ rất khó khăn. Ở ví dụ này, chuyện đời sống của tôi có khó khăn hay không, không phải là một lý lẽ liên quan. Thông thường, việc làm phải được xác định dựa trên năng lực, kinh nghiệm làm việc, chứ không phải dựa trên lòng thương hại của người khác. Ngụy biện lòng trắc ẩn thực ra là một nhánh lớn của ngụy biện cảm tính. Tôi xếp ngụy biện này thành một phần riêng vì nó rất phổ biến trong thực tiễn đời sống chúng ta. Ngụy biện này được sử dụng rộng rãi trong những hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn, khi con mình làm điều gì sai, các bà mẹ thường đưa ra lý lẽ. Có sướng mà không biết hưởng, ngoài kia còn bao bạn nhỏ bằng tuổi khó khăn hơn con nhiều. Lời ca tháng đó là một ngụy biện lòng trắc ẩn. Và ngụy biện này hiệu quả hơn nhiều so với việc bà mẹ ngồi giải thích về những lợi hại gần xa gây ra từ việc làm của đứa trẻ. Quảng cáo tất nhiên là một hoạt động sử dụng nhiều ngụy biện nhất mà tôi từng biết. Bạn sẽ bắt gặp ngụy biện lòng trắc ẩn ở những quảng cáo kiểu như: hãy mua sản phẩm của chúng tôi, vì mỗi sản phẩm bạn mua sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện ABC dành cho những đối tượng XYZ rất khó khăn. Ngụy biện này phát huy hiệu quả tốt nhất với những người cảm tính. Thường thì, những phát biểu khoa học khó có thể bị bóp méo được. Chẳng hạn, mặt trời mọc ở đằng đông là một sự thật mà ngay cả khi tôi có năn nỉ, ỷ ôi, có khổ sở thế nào, cũng không thuyết phục được ai tin rằng mặt trời mọc ở đằng Tây, mặc dù bạn có giả vờ tin để giúp tôi thoát khỏi khổ sở. Trong những trường hợp phi kiện tính, cảm xúc sẽ ít nhiều chi phối quyết định, và đây là mảnh đất màu mỡ cho ngụy biện lòng trắc ẩn sinh sôi.
Khi bạn ghi nhớ mấu chốt của ngụy biện lòng trắc ẩn là tạo ra sự thương hại ở người nghe. Ngụy biện lòng trắc ẩn có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, phép biểu A được tạo ra để gợi lòng thương hại. Hai nhỏ, do đó A đúng. Hình thức tránh lạc hướng, ngụy biện người rơm, bác bỏ ví dụ và lối nói lập lờ. Và vận dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ tránh được rất nhiều bẫy ngụy biện từ đối phương và có thể chủ động dùng nó với nhiều mục đích khác nhau. Kính mời quý thính giả lắng nghe. Đánh lạc hướng. Dài hạn là một chỉ dẫn lầm lạc với những vấn đề hiện tại. Trong dài hạn, chúng ta chết hết rồi. John Maynard Keynes. Ví dụ, người vợ la lối: hôm nay ông đi đâu đến 2 giờ sáng mới về? Người chồng đáp trả: hôm nay nhìn em xinh thế. Trong 36 kế sách của mưu lược gia Trung Quốc Tôn Tử, có hai kế sách mà tôi rất thích là kế đầu tiên, dừng đông cách tay, đánh lạc hướng, và kế sách cuối cùng, tẩu phi thượng sách, bỏ chạy. Khi hai kế sách này kết hợp lại, chúng tạo thành kế đánh lạc hướng rồi bỏ chạy. Kế sách đó cũng là một trong những chiêu trò ngụy biện gian xảo với tên gọi ngụy biện đánh lạc hướng. Ngụy biện này không tập trung tấn công vào đối thủ và phản bác những lập luận của người này, mà tập trung vào việc đánh lạc hướng và bỏ chạy. Cơ chế hoạt động của nó là, khi đang tranh luận về một chủ đề A, người phạm ngụy biện mang một chủ đề B mới toanh nào đó và hoàn toàn đưa cuộc tranh luận ra khỏi chủ đề A. Ví dụ, nữ: hôm qua anh đi đâu đến tận 2 giờ sáng mới về? Nam: hôm nay nhìn em xinh thế. Nữ sung sướng. Trong ví dụ này, người nam thay vì trả lời vào chủ đề mà người nữ gợi ra, lại sử dụng một chủ đề khác để đánh lạc hướng người nữ. Tôi nghĩ, chẳng cần phải giải thích nhiều, bạn cũng hiểu vì sao đánh lạc hướng là một ngụy biện. Hành động đơn thuần thay đổi chủ đề sẽ không tạo thành một lập luận hợp lý. Ngụy biện đánh lạc hướng thường xuyên diễn ra ở hai trường hợp: những người có tư duy logic không chặt chẽ và những người đang ở thế cùng đường trong cuộc tranh luận. Với những người có tư duy logic không chặt chẽ, họ thường xuyên lâm vào tình trạng lạc đề. Những người này thường không chủ ý lừa dối bạn, mà chỉ là họ thường xuyên không xác định được rõ chủ đề là gì và những gì được xem là liên quan đến chủ đề. Những người đang ở thế yếu trong cuộc tranh luận hoàn toàn là những ông chủ của ngụy biện này. Họ tung ra những cú đòn đánh lạc hướng để xóa bỏ toàn bộ công sức của đối thủ và cứu bản thân mình khỏi một thất bại trông thấy. Trong thực tế, chúng ta thường hay gọi hành động sử dụng ngụy biện này là đánh trống lảng. Ngụy biện đánh lạc hướng đặc biệt phát huy hiệu quả nếu chủ đề mới liên quan đến chủ đề ban đầu. Chủ đề mới càng liên quan đến chủ đề ban đầu thì chúng ta càng khó phát hiện ra sự có mặt của ngụy biện này. Tôi xin đưa ra hai ví dụ, một dễ, một khó, để bạn nhìn nhận rõ hơn ngụy biện này. Ví dụ thứ nhất, A. Em nghĩ chúng ta nên mua đồ ở siêu thị để đảm bảo an toàn vệ sinh hơn là cứ mua hàng ở ngoài chợ. B. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Thực sự trời đẹp thì không liên quan gì ở đây cả. Ví dụ thứ hai, A. Em nghĩ chúng ta nên mua đồ ở siêu thị để đảm bảo an toàn vệ sinh. B. An toàn vệ sinh thực phẩm là cái mà giờ ai cũng quan tâm. Riêng anh không bao giờ ăn cơm ngoài, mà toàn mua thức ăn về tự nấu. Phải rồi, chuyện mua đồ ăn về nấu là tất nhiên, nhưng chúng ta đang nói chuyện mua ở đâu cơ mà. Ngụy biện đánh lạc hướng, cũng như ngụy biện chủ quan, là những phương cách cuối cùng cho người đang đứng ở bờ vực thẳm của cuộc tranh luận. Tuy nhiên, sử dụng ngụy biện chủ quan đồng nghĩa với việc kết thúc luôn cuộc tranh luận, thì sử dụng ngụy biện đánh lạc hướng sẽ chuyển cuộc tranh luận sang một hướng mới mà không làm cuộc tranh luận kết thúc trong sự bực bội của người kia. Ngụy biện đánh lạc hướng có thể được viết lại dưới dạng như sau. Một nhỏ, chủ đề A đang được tranh luận và người phạm ngụy biện đã gần thua. Hai nhỏ, người phạm ngụy biện đưa chủ đề B vào. Ba nhỏ, do đó chủ đề A bị lãng quên.
nguy biện người Rơm. Bất chấp kết quả của thí nghiệm là gì, sẽ luôn có những người háo hức sẵn sàng đưa ra những kiến giải sai về nó, làm giả nó, hay tin rằng nó đúng với lý thuyết ruột của họ. Định luật Finalist thứ 3. Ví dụ, tôi nghĩ nên cho giới trẻ ngày nay nhiều khoảng trống hơn để có thể tự đưa ra những lựa chọn cho bản thân. Tôi không đồng ý với anh, không thể để lũ trẻ muốn làm gì thì làm được, chúng sẽ mau chóng hư hỏng. Trong quá trình giao tiếp, sẽ rất nhiều lần bạn gặp phải tình huống hiểu sai ý của người đang nói chuyện. Một trong những nguyên nhân là vì chúng ta có những thế giới quan khác nhau, do đó, cách ta diễn dịch cùng một câu nói cũng có thể sẽ khác nhau. Cách bạn mã hóa thông điệp của mình và cách tôi giải mã thông điệp đó sẽ không bao giờ giống nhau được. Nhiều người, do vô tình hay cố ý, đã lợi dụng lỗ hổng này trong giao tiếp để giành chiến thắng bằng cách sử dụng một trong những ngụy biện tinh vi là ngụy biện người Rơm. Người sử dụng ngụy biện này cố tình bóp méo lập luận của đối phương, biến nó thành một lập luận yếu đuối để sau đó dễ dàng xử lý và tuyên bố trong vui sướng rằng lập luận của gã đối thủ kia đã bị đánh bại. Với ví dụ như trên, A. Tôi nghĩ nên cho giới trẻ ngày nay nhiều khoảng trống hơn để có thể tự đưa ra những lựa chọn cho bản thân. B. Tôi không đồng ý với anh, không thể để lũ trẻ muốn làm gì thì làm được, chúng sẽ mau chóng hư hỏng. Ở đây, lập luận đầu tiên của người A là cho giới trẻ nhiều khoảng trống hơn để tự lựa chọn. Lập luận của người B là không thể để lũ trẻ thích làm gì thì làm. Lập luận của người B bóp méo lập luận của người A và biến nó thành một lập luận sai lầm. Tất nhiên, chúng ta không thể để lũ trẻ thích làm gì thì làm, nhưng đó đâu phải là lập luận của người A. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta khi sử dụng ngụy biện người Rơm là bóp méo các phát biểu của đối thủ. Để làm được điều này, chúng ta có thể phóng đại hóa phát biểu của đối thủ đến mức cực đoan, vì những phát biểu cực đoan cực kỳ dễ phản bác. Chẳng hạn, A. Nạn tắc đường thường xuyên xảy ra do lượng xe máy lưu thông ngày càng nhiều. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải hạn chế xe máy. B. Không còn xe máy thì xây đường xá để làm gì? Ở đây, người A đưa ra một phát biểu về hạn chế xe. Người B cực đoan hóa phát biểu của người A. Bằng cách diễn giải lại phát biểu này, trở thành không còn chiếc xe máy nào. Ngụy biện người Rơm là một đường binh rất khôn ngoan bằng cách tạo ra một người Rơm. Lập luận cực đoan bóp méo lập luận của đối thủ. Chúng ta có thể dễ dàng đánh bẹp người Rơm này. Trong tình huống xấu nhất, nếu đối thủ phát hiện ra bạn sử dụng ngụy biện này, người phạm ngụy biện sẽ tuyên bố rằng mình đã vô tình hiểu sai ý của người kia, chứ không cố tình bóp méo nó, và do đó bảo toàn hình ảnh của mình để tiếp tục cuộc tranh luận. Ngụy biện người Rơm có thể được viết lại dưới dạng đơn giản sau đây. Một nhỏ, người A trình bày B. Hai nhỏ, người C phản bác và đánh bại B. Một ý kiến, phát biểu hoặc lập luận trông có vẻ là B, nhưng thực ra là một phiên bản được bóp méo đến cực đoan của B. Ba nhỏ, do đó B sai. Bỏ ví dụ, cái nguy hiểm nhất trong tất cả những sai lầm là sự thật bị bóp méo đôi chút. George Christoph Lichtenberg. Ví dụ, A. Đồ tôi mua cái nào cũng tốt hơn của anh. Bằng chứng rõ ràng nhất là chiếc xe của tôi chạy tốt hơn chiếc xe của anh. B. Tôi đâu có chạy xe, điều anh nói thật là ngớ ngẩn. Thông thường trong tranh luận, chúng ta rất hay sử dụng ví dụ, nhân chứng là những công cụ đóng vai trò, hỗ trợ tính đúng đắn hoặc giúp minh họa cho lập luận. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta đưa ra những ví dụ sai lầm, dù rằng kết luận của chúng ta là chính xác. Điểm yếu đó cũng không qua mắt được những tay ngụy biện,
và có một loại ngụy biện được hình thành riêng để tấn công những lập luận bằng ví dụ. Ngụy biện đó có tên gọi bác bỏ ví dụ. Ngụy biện bác bỏ ví dụ xảy ra khi người phạm ngụy biện tấn công vào ví dụ, từ đó chứng minh người lập luận sai chứ không tập trung vào kết luận ngay trọng tâm câu chuyện. Chẳng hạn, A. Đồ tôi mua cái nào cũng tốt hơn của anh. Bằng chứng rõ ràng nhất là chiếc xe của tôi chạy tốt hơn chiếc xe của anh. B. Tôi đâu có chạy xe, điều anh nói thật là ngớ ngẩn. Bác bỏ ví dụ là một hình thức ngụy biện, vì lẽ ra phải tập trung vào lập luận trọng tâm. Người sử dụng ngụy biện chỉ chăm chăm tấn công ví dụ trong lập luận đó. Dù rằng, nếu đối thủ đưa ra những ví dụ sai, chúng ta có quyền bác bỏ chúng. Nhưng bác bỏ cả lập luận chỉ vì một ví dụ không đúng là một hành động mang tính ngụy biện. Đưa ra một lập luận bằng ví dụ không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi người phát biểu phải cẩn thận đảm bảo tính chính xác và tính liên quan của ví dụ với kết luận trong lập luận đó. Do đó, một trong những cách thức hay ho để khai thác ngụy biện này là bạn cứ yêu cầu người lập luận đưa ra những ví dụ. Tôi ít khi gặp người nào liên tục đưa ra những ví dụ mà không có vài ví dụ trong đó mắc lỗi. Công việc còn lại của bạn chỉ là phát hiện ra những ví dụ yếu kém nó, tập trung tấn công nó và tuyên bố thắng lợi cuối cùng. Ví dụ, A. Việt Nam là một nước nghèo. B. Bạn thử đưa ra ví dụ xem nào. A. GDP trên đầu người của Việt Nam năm 2011 là 1.300 USD trên năm. Ở nhiều vùng trên đất nước ta, thu nhập trung bình một ngày của người dân không quá 40.000. Người Việt Nam chưa có khả năng mua những sản phẩm hàng đầu thế giới. B. Người Việt Nam dư sức mua những sản phẩm hàng đầu thế giới. Tôi thấy nhan nhản những chiếc điện thoại đắt tiền như iPhone hay các dòng điện thoại khác mới nhất của Samsung, HTC hay Nokia. Vô số người dư sức mua và dùng các loại xe ô tô đắt tiền nhất như Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley. Việt Nam không phải là nước nghèo. Ví dụ gì sai bè bét, lập luận của anh cũng sai rồi. Ngụy biện bác bỏ ví dụ có cách thức hoạt động khá giống với ngụy biện người Rome. Chúng đều hướng đến việc đánh bại một sản phẩm phát sinh từ lập luận ban đầu của đối thủ. Điểm khác nhau là ngụy biện người Rome bóp méo lập luận ban đầu để tấn công, còn ngụy biện bác bỏ ví dụ soi mói những ví dụ để tìm ra điểm yếu nhằm mục tiêu công kích. Ngụy biện bác bỏ ví dụ có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, anh X trình bày lập luận A đi kèm với ví dụ B, C, D, trong đó ví dụ D không chính xác. Hai nhỏ, anh Y bác bỏ ví dụ D, do đó bác bỏ luôn lập luận A của anh X. Lối nói lập lờ. Hãy lợi dụng những sự mơ hồ tồn tại trong thế giới. Hãy nhìn vào thứ gì đó và tưởng tượng xem chúng có thể là gì khác. Roger von Esch. Một ví dụ cho hình thức ngụy biện này. A. Bỏ thuốc dễ hay khó? B. Thường thì những việc khó người ta chỉ làm một lần, không làm được thì bỏ. Đằng này, ngày nào tôi cũng bỏ thuốc, nên việc đó có khó gì đâu. Lối nói lập lờ là một trong những nhánh ngụy biện lớn. Trong ngụy biện, tồn tại những ngụy biện sử dụng các từ ngữ tối nghĩa để qua mặt đối thủ. Ngụy biện lối nói lập lờ là đại diện tiêu biểu của nhóm ngụy biện sử dụng từ tối nghĩa này. Khi người tranh luận sử dụng cùng một từ nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau, người đó đã phạm phải ngụy biện lối nói lập lờ. Ví dụ, sống là không chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Do đó, sống là không hạnh phúc. Hai phát biểu, sống là không chờ đợi và chờ đợi là hạnh phúc, được phát biểu trong hai hoàn cảnh khác nhau. Vì thế,
Từ chờ đợi trong hai phép biểu đó mang hai nghĩa khác nhau. Bằng cách lợi dụng sự lập lờ trong ngữ nghĩa, người sử dụng ngụy biện có thể qua mặt đối thủ của mình và cả chúng ta nữa. Lời nói lập lờ là một ngụy biện, vì thông qua sử dụng một từ mang hai nghĩa khác nhau, người phạm ngụy biện khiến đối thủ lầm tưởng về tính đúng đắn của ngụy biện. Như ở ví dụ về chờ đợi và hạnh phúc ở trên, nếu không phải do kết luận sai quá rõ ràng, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã bị mắc lừa. Lời nói lập lờ đôi khi rất dễ phát hiện, nhưng đôi khi cũng rất tinh xảo quỷ quyệt. Với những kết luận sai rành rành như ở ví dụ bên trên thì quá dễ để nhận ra. Tuy nhiên, với những ngụy biện ít rõ ràng hơn, sẽ rất khó để nhận ra như trường hợp dưới đây. Ví dụ, bệnh nhân bị bệnh nặng, và nặng nề thì khó di chuyển. Do đó, căn bệnh nặng nề khiến bệnh nhân khó di chuyển. Trong ví dụ này, nếu chúng ta chỉ nghe kết luận căn bệnh nặng nề khiến bệnh nhân khó di chuyển, chắc chúng ta cũng tin nó là thật. Lối nói lập lờ là khẩu quyết yêu thích của các chính trị gia. Chính trị theo cách nhìn nào đó là sự điều hòa các mối quan hệ khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, sự thật là chúng ta chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu chính phủ đồng ý tăng lương cơ bản hay nâng cao các chế độ cho người lao động, thì sẽ làm phật lòng giới doanh nghiệp. Nếu chính phủ giảm thuế nhập khẩu ô tô, sẽ khiến cho các nhà nhập khẩu cười tít mắt, nhưng các nhà sản xuất nội địa không vui. Ngụy biện lối nói lập lờ cũng là công cụ yêu thích của những người giỏi ứng đáp. Bạn có thể thấy cách sử dụng lối nói lập lờ trong mẫu chuyện cười sau đây. Có một số thanh niên hỏi Bernard Shaw, tiêm bỏ thuốc dễ hay khó? Nhà văn đáp, dễ ơn. Ngài bảo dễ, sao ngài không bỏ thuốc ạ? Việc khó là việc không làm nổi, hoặc chỉ làm được một lần. Đằng này, tôi đã bỏ hút thuốc hàng chục lần. Ngụy biện lối nói lập lờ có thể được viết lại dưới dạng sau. Một nhỏ, A tuyên bố B bằng C. Hai nhỏ, A tuyên bố C phẩy bằng D. Trong đó, C phẩy và C tối nghĩa và có thể bị hiểu nhầm. Ba nhỏ, A tuyên bố B bằng D. Trò ngụy biện sai thành cái được nhận xét là một tác phẩm chỉ dẫn thực hành hài hước về ngụy biện cho những ai muốn giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Với tất cả những nội dung mà kho sách nói.com.vn đã chuyển tải đến, chắc hẳn quý thính giả đã có thể kiểm chứng được tính đúng đắn của lời nhận xét này. Và để nhận diện thêm nhiều trò ngụy biện nữa, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Ai cũng làm vậy. Đừng tin bất cứ điều gì khi điều ấy được nghe hay nói. Đừng tin bất cứ điều gì khi điều ấy được người quảng bá, Đức Phật. Ví dụ cho hình thức ngụy biện này. Sao vứt rác bừa bãi thế? Ai cũng làm vậy mà, có gì sai đâu. Tôi còn nhớ vào năm 2007, khi lần đầu tiên tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là thời gian tuyệt vời cho bất kỳ ai mua cổ phiếu. Bạn không cần phải xem xét công ty thế nào, không cần quan tâm đến nền kinh tế thế giới biến động ra sao. Hãy cứ bỏ tiền vào và mỗi ngày số tiền của bạn sẽ tăng lên 5%. Vào thời điểm bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam đó, phải nói là người đầu tư chứng khoán, nhà nhà đầu tư chứng khoán, ngay cả những bà bán trà đá cũng tham gia đầu tư chứng khoán. Đầu tư chứng khoán năm 2007 ở Việt Nam dễ dàng như thế là dựa vào nguyên tắc then chốt, hãy theo đám đông, vì ai cũng làm thế. Do đó, mua chứng khoán là một hành động đúng. Nguyên tắc đầu tư trên ở thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007 cũng chính là tinh thần của ngụy biện tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu với bạn. Ngụy biện ai cũng làm vậy. Ngụy biện ai cũng làm vậy phát biểu rằng vì hầu hết mọi người thực hiện một hành động nào đó nên hành động đó là một thực tiễn đúng đắn hay chính xác. Vì ai cũng vứt rác ra ngoài đường nên tôi làm việc đó cũng chẳng có gì là tội lỗi. Ai cũng làm vậy là một ngụy biện vì tất cả mọi người đều làm một hành động nào đó, không có nghĩ là nó đúng. Vì hầu hết mọi người tin rằng có thánh thần,
cho nên có thánh thần tồn tại. Trong thực tế, có những trường hợp mà hành động nào đó của số đông sẽ làm thay đổi cục diện của vấn đề. Rút ra kết luận trong những trường hợp này không phải là một hành động ngụy biện. Tuy nhiên, bạn phải giải thích được mối quan hệ mà trong đó hành động của số đông ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tôi xin lấy ví dụ về đạo đức. Đạo đức là những chuẩn mực được thừa nhận rộng rãi trong xã hội, có nghĩa là hầu hết mọi người tin và hành xử theo một số cách nào đó. Tuy nhiên, có những người cá biệt không đồng tình với các chuẩn mực này, nhưng sự đồng tình của số đông vẫn chính thống hóa các chuẩn mực đạo đức. Chẳng hạn, vì mọi người đều yêu tổ quốc, nên yêu tổ quốc là hành động đạo đức. Ngụy biện ai cũng làm vậy, nếu dựa trên những trường hợp không thật sẽ rất mong manh, vì đối thủ của bạn sẽ nhanh chóng nhận ra cái phi thực tế và có thể vịn vào đó để đáp trả lại bạn. Chẳng hạn nếu tôi nói, ai cũng không đi xe máy, do đó không đi xe máy là đúng đắn. Chắc hẳn phát biểu này của tôi sẽ ngay lập tức gặp phải sự phản bác từ các bạn. Sự thật là người Việt Nam chúng ta ai cũng đi xe máy, và số người đi bộ hay di chuyển bằng đường phương tiện công cộng không chiếm số đông. Những tay ranh ma lẹo mép sẽ sử dụng ngụy biện này dựa trên những trường hợp thật, tức là những gì đang thực sự diễn ra. Ví dụ, mua vàng tích trữ là một hành động đầu tư đúng, vì ai cũng làm thế cả. Những ngụy biện ai cũng làm vậy dựa trên các phát biểu thật thường sai là vì những gì đa số chúng ta làm không nhất thiết đúng. Đôi khi nó sai vì những lý do sau đây. Thứ nhất, chúng ta tạm chưa nhận ra cái đúng. Ví dụ, khi Galileo tuyên bố rằng trái đất quay quanh mặt trời, toàn thể thế giới đều tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Thứ hai, không muốn làm cái đúng dù chúng ta công nhận nó là đúng. Ví dụ như tình trạng vi phạm luật giao thông ở Việt Nam. Thứ ba, cái đúng chỉ đúng trong phạm vi nhỏ và sai trên diện rộng. Ví dụ, tuyên bố ở một trường có tỷ lệ gian lận cao như sau. Gian lận thi cử không sai, vì ai cũng làm thế cả. Ngắn gọn mà nói, hành động mà nhiều người làm chưa chắc là đúng. Như trong câu chuyện về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007, những kẻ đến sau tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc theo đám đông đã phải ngậm ngùi chịu những khoản lỗ nặng nề trong những năm tiếp theo. Ngụy biện ai cũng làm vậy có thể được viết lại dưới dạng như sau. Một nhỏ, A là một hành động phổ biến. Hai nhỏ, do đó A đúng. Loại suy sai lầm. Một loại suy chính xác giá trị hơn 3 giờ thảo luận. Một ví dụ cho loại ngụy biện này. Sao anh chạy xe ngược chiều vậy? Ồ, người ta đi bộ ngược chiều được, vậy tại sao chạy xe ngược chiều lại không được nào? Loại suy là phương pháp suy luận thú vị, phổ biến và cực kỳ quan trọng. Bản thân tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ lập luận và ra quyết định thế nào nếu thiếu đi phương pháp này. Trong phương pháp loại suy, chúng ta tuyên bố rằng các vật thể giống nhau ở điểm này cũng sẽ giống nhau ở điểm khác. Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Tôi xin trình bày một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn. Trong bộ phim nổi tiếng Forrest Gump, nam diễn viên chính cùng tên do Tom Hanks thủ vai đã nói một câu nói nổi tiếng mà chắc rất nhiều người hâm mộ bộ phim này. Trong đó có tôi, không bao giờ quên được, cuộc đời là một hộp sô-cô-la, bạn không bao giờ biết được mình sẽ bóc trúng cục kẹo nào. Phát biểu trên là một loại suy, bằng cách so sánh cuộc đời với hộp sô-cô-la, Forrest Gump rút ra kết luận anh sẽ không biết trước được những sự kiện xảy đến trong đời mình. Cuộc đời đầy những bất ngờ. Chúng ta có thể viết lại phương pháp loại suy theo hình thái đơn giản sau đây. Một nhỏ, A có đặc tính X, Y, Z. Hai nhỏ, B có đặc tính X, Y, Z. Ba nhỏ, A có đặc tính S.
bốn nhỏ. Do đó, B có đặc tính S. Vì chúng ta sử dụng nó rất đổi thường xuyên, đôi khi chúng ta mắc phải những lỗi ngụy biện loại suy hoặc bị những kẻ sử dụng ngụy biện dựa trên phương pháp loại suy đánh lừa. Ngụy biện loại suy sai lầm là một loại suy không chính xác, dù tuân thủ hình thái loại suy đúng đắn mà chúng ta vừa thấy ở trên. Hãy xem ví dụ sau đây. Xe máy chạy bằng xăng như xe hơi. Xe máy cũng cần người lái xe như xe hơi. Xe máy khi chạy cũng phải đóng đủ thứ thuế như xe hơi. Xe hơi được chạy giữa đường, sao xe máy của tôi chạy như vậy lại gọi là lấn tuyến? Rất khó phân biệt giữa một loại suy chính xác và không chính xác. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là dựa vào lý trí thông thường của từng cá nhân. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tham khảo những yếu tố sau để quyết định xem mình đang đối mặt với một loại suy chính xác hay một ngụy biện loại suy sai lầm. Một nhỏ, mối quan hệ giữa những điểm tương đồng với điểm tương đồng rút ra từ kết luận. Hai nhỏ, số lượng những điểm chung của hai sự vật hoặc sự việc được so sánh. Ba nhỏ, số lượng điểm chung giữa các sự vật, sự việc được trình bày để rút ra kết luận. Vì đây là một ngụy biện khó nhận dạng. Bạn có thể tham khảo thêm một số ví dụ khác dưới đây để rõ hơn. Ví dụ thứ nhất. Nhà bạn là một công trình kiến trúc cũng giống như nhà thờ Đức Bà vậy. Nhà thờ Đức Bà do người Pháp xây dựng, cho nên nhà của bạn chắc hẳn cũng do người Pháp xây dựng. Ví dụ thứ hai. Dũng và Tuấn có cùng chiều cao, cân nặng, cùng màu mắt, màu tóc, bằng tuổi nhau. Dũng có giọng nói trầm nên Tuấn chắc hẳn phải có giọng nói trầm. Ví dụ thứ ba. Phụ nữ cũng như đàn ông thích được ăn ngon, mặc đẹp, được sống thoải mái sung sướng và tham gia các hoạt động giải trí. Đàn ông thích đi câu cá để giải trí. Do đó, tôi tin chắc phụ nữ cũng thích đi câu cá. Thay đổi tiêu chuẩn. Những cái mác chính trị như bảo hoàng, cộng sản, bác xích, tự do, bảo thủ và đại loại như thế không bao giờ là những tiêu chuẩn cơ bản. Nhân loại chỉ được phân chia chính trị thành nhóm những người muốn kiểm soát người khác và nhóm những người không có mong muốn đó. Robert Anson Henley. Một ví dụ cho loại ngụy biện này. Con trai: bố bảo thuốc cảm ABC tốt vì uống vào sẽ hết sốt, thế mà còn uống rồi vẫn không hết sốt đây này. Bố: thế à, nhưng nếu không uống thì con còn sốt nặng hơn đấy. Tất cả trò chơi đều cần luật. Tranh luận cũng không ngoại lệ. Khi tham gia tranh luận, chúng ta phải xác định trước chủ đề và các tiêu chuẩn. Nó cũng giống như khi bạn làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Trước mỗi cuộc họp, chúng ta cần một lịch trình họp với những chủ đề sẽ thảo luận, người dẫn dắt chủ đề và giới hạn thời gian. Tuy nhiên, khi tham gia những tranh luận thông thường trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường không viết chủ đề và các tiêu chuẩn xuống giấy trắng mực đen mà chỉ ngầm hoặc thỏa thuận bằng miệng với nhau. Đó là cơ hội cho ngụy biện thay đổi tiêu chuẩn hoành hành. Ngụy biện thay đổi tiêu chuẩn hoạt động trên cơ chế thay đổi tiêu chuẩn liên tục, để từ đó đối thủ của người phạm ngụy biện không cách nào giành chiến thắng được. Ví dụ: A. Thuốc cảm ABC là loại thuốc tốt, đảm bảo bạn uống vào sẽ hết sốt. B. Tôi uống rồi nhưng vẫn không hết sốt đây này. A. Thế à, nhưng nếu bạn không uống thì bạn còn sốt nặng hơn. Ở ví dụ trên, người A đã thay đổi lập luận của mình. Lập luận ban đầu của A là: thuốc cảm ABC là loại thuốc tốt vì bạn uống vào sẽ hết sốt ngay. Sau đó, khi bị người B phản kích bằng một luận cứ chính xác, người A thay đổi tiêu chuẩn trong lập luận của mình trở thành: thuốc cảm ABC là loại thuốc tốt vì nếu bạn không uống thì bạn còn sốt nặng hơn. Tiếp tục sử dụng ngụy biện này,
chúng ta sẽ có vô số những lập luận khác với cùng kết luận thuốc cảm ABC là loại thuốc tốt. Cái khác của những lập luận nằm ở tiêu chuẩn để quyết định chất lượng tốt sẽ thay đổi mỗi khi đối thủ chứng minh được tiêu chuẩn nào đó không chính xác. Thay đổi tiêu chuẩn là một ngụy biện vì hành động di dời những tiêu chuẩn đã được đồng ý ban đầu thành một hành động sai trái. Nó giống như trong một trận đấu bóng đá, cầu thủ của đội A ghi bàn vào khung thành đội B. Cầu thủ đội B dời khung thành đi chỗ khác sau đó nói rằng bàn thắng chưa được ghi. Ngụy biện này đôi khi xuất hiện một cách vô ý ở những người quá cứng đầu, thường là trong lúc những người này nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ quan điểm của mình. Câu chuyện cười phỏng theo bài viết trên tờ báo trào phúng The Onion về âm mưu hạ cánh giả xuống mặt trăng của Neil Armstrong là ví dụ cho điều này. A. À, anh biết không, sự kiện Neil Armstrong hạ cánh xuống mặt trăng là giả, chẳng có gì ghi lại lần hạ cánh đó cả. B. Nhưng mà có những tấm ảnh chụp sự kiện đó cơ mà. A. À, những tấm ảnh đó có thể được làm giả, NASA chỉ cần dùng Photoshop là xong. B. Nhưng Armstrong nói anh ấy đã cảm nhận được những bước đi không trọng lực trên mặt trăng. Tôi nghĩ Armstrong là người trung thực và đáng kính. A. À, tôi không nghi ngờ Armstrong. Anh biết không, tất cả khung cảnh đó đều có thể được thực hiện trong phim trường. Chính bản thân Armstrong cũng bị đánh lừa. Tất cả là một âm mưu để lừa chúng ta. B. Vậy tôi thua anh rồi. Anh nói sao cũng được cả. Trong ví dụ trên, người A liên tục thay đổi những tiêu chuẩn để có thể chứng minh được vấn đề. Neil Armstrong đã từng đặt chân lên mặt trăng hay chưa? Các tiêu chuẩn bị thay đổi theo biểu đồ sau. Một nhỏ, từ bức ảnh. A kết luận các bức ảnh không phải là tiêu chuẩn, vì ảnh có thể được làm giả. Hai nhỏ, từ tuyên bố của Armstrong. A kết luận rằng tuyên bố của Armstrong cũng không thể được dùng làm tiêu chuẩn phân định thắng thua, vì bản thân Armstrong cũng có thể bị đánh lừa. Kết cuộc, người B không thể giành chiến thắng trước người A, do mọi tiêu chuẩn phân định thắng thua đều bị bác bỏ. Một ví dụ khác về ngụy biện thay đổi tiêu chuẩn xuất hiện trong câu chuyện cười dưới đây về Albert Einstein. Vợ của Albert Einstein thường đề nghị chồng mình còn phải chân diện hơn để trông chuyên nghiệp khi đi làm. Sao phải làm vậy chứ? Einstein cãi lại. Ai cũng biết tôi ở đó mà. Đến khi Einstein có buổi hội thảo quan trọng đầu tiên trong cuộc đời mình, bà vợ của ông này lại nài nỉ ông ăn mặc cho đẹp vào. Sao phải làm vậy chứ? Có ai biết tôi ở đó đâu? Ngụy biện thay đổi tiêu chuẩn có thể được viết lại dưới dạng như sau. Một nhỏ, A đưa ra lập luận B dựa trên tiêu chuẩn C. Hai nhỏ, tiêu chuẩn C bị chứng minh sai. Ba nhỏ, A đưa ra lập luận B lần nữa dựa trên tiêu chuẩn D. Bốn nhỏ, tiêu chuẩn D bị chứng minh sai. Năm, chấm 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 và cứ thế. Ngụy biện phân hóa. Cuộc sống không được nối tiếp bởi sự liên kết và bổ sung của các thành tố, mà bởi sự chia cách và phân hóa. Henry Pearson. Ví dụ cho ngụy biện này. A. Con người được tạo thành từ các tế bào. Con người biết suy nghĩ, do đó các tế bào cũng biết suy nghĩ. B. Tế bào biết suy nghĩ à? Ngụy biện phân hóa là hình ảnh đối nghịch của ngụy biện tổng thể. Ngụy biện này xảy ra khi người phạm ngụy biện tuyên bố rằng cái gì đúng cho tổng thể hoặc nhóm cũng sẽ đúng cho những thành tố trong tổng thể hoặc nhóm đó và không đưa ra chứng cứ nào chứng minh tính đúng đắn của lập luận này. Ví dụ, anh A có một căn hộ trong một chung cư sang trọng, do đó căn hộ anh ta ở chắc chắn cũng sang trọng. Ngụy biện phân hóa là một lập luận sai, vì
vì chúng ta không thể đưa ra kết luận về tính chất của các thành tố chỉ bằng việc nhìn vào tính chất của tổng thể được. Nhìn chung, ngụy biện phân hóa có hai dạng phổ biến như sau. Dạng thứ nhất, tổng thể A có tính chất nào đó. Do đó, các thành phần hoặc cấu phần của A cũng có tính chất đó. Ví dụ, con người được tạo thành từ các tế bào, con người biết suy nghĩ, do đó các tế bào cũng biết suy nghĩ. Dạng thứ hai, nhóm A có tính chất nào đó, do đó các thành viên của nhóm A cũng có tính chất đó. Ví dụ, em A học ở trường XYZ là một trường chuyên nổi tiếng, do đó chắc chắn em A phải là một học sinh giỏi. Có thể đúng, cũng có thể em A học trường chuyên nhưng đang là học sinh trung bình khá của trường. Đâu ai nói trường chuyên XYZ toàn là học sinh giỏi nào. Chắc chắn, bạn có thể dễ dàng nhận ra nhiều trường hợp mà trong đó, những tính chất của tổng thể không đúng với tính chất của từng cá nhân trong tổng thể đó. Theo tôi, hầu hết chúng ta dư sức nhận ra sự thiếu chính xác trong cách thức lập luận của ngụy biện phân hóa. Tuy nhiên, ngụy biện phân hóa vẫn có thể qua mặt chúng ta được trong những tình huống mà câu trả lời cho câu hỏi liệu các thành tố có sở hữu tính chất của nhóm hay không không thực sự rõ ràng. Ví dụ, các giám đốc có đời sống vật chất dư dả hơn nhân viên. Do đó, anh giám đốc marketing chắc phải sống dư dả hơn anh nhân viên phòng mua hàng rồi. Những người làm việc trong phòng mua hàng có khi kiếm bộn tiền hơn cả giám đốc trong công ty. Trong trường hợp khác, các thành tố sẽ mang tính chất của tổng thể. Nhưng để đi đến kết luận, chúng ta cần cung cấp những chứng cứ cho thấy suy luận trên là đúng. Ví dụ, lớp chuyên 12A1 có 100% học sinh giỏi. Do đó, em B học trong lớp chuyên này chắc chắn phải là học sinh giỏi. Hay, mèo là động vật có vú. Do đó, con mèo Mimi nhà tôi cũng là động vật có vú. Lập luận này dựa trên đồng thuận khoa học chung rằng tất cả những con mèo thuộc loài mèo đều là động vật có vú. Ngụy biện tổng thể có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, nhóm hoặc tổng thể A có tính chất XYZ. Hai nhỏ, do đó, những thành viên trong nhóm A cũng có tính chất XYZ. Chúng tôi xin các bạn bốn trò ngụy biện tiếp theo của quyển sách này. Biện hộ đặc biệt. Tất cả chúng ta đều là những trường hợp đặc biệt. Albert Camus. Ví dụ cho hình thức ngụy biện này. A. Em nói bức tranh này đẹp, nhưng chẳng ai đánh giá cao nó cả. B. Em biết là anh không thể nào thấy được cái đẹp của bức tranh, vì chỉ có em mới nhận ra điều đó thôi. Tiêu chuẩn là một trong những nhân tố thiết yếu của tranh luận. Giống như một trò chơi, tranh luận cũng đòi hỏi chúng ta thiết lập những tiêu chuẩn để phân định đúng sai của cách lập luận. Ngụy biện biện hộ đặc biệt lợi dụng tiêu chuẩn trong tranh luận để qua mặt người nghe. Bằng cách tự thiết lập một tiêu chuẩn kép, người phạm ngụy biện tự cho phép bản thân mình giành chiến thắng. Ví dụ, tôi hiểu bạn không thể nào thấy được cái đẹp trong bức tranh này, vì chỉ có tôi nhận ra điều đó. Trong ví dụ này, người phạm ngụy biện đưa ra tuyên bố về hai tiêu chuẩn khác nhau. Một dành cho bản thân mình và một dành cho người nghe. Vì người nghe không có được tiêu chuẩn như người phạm ngụy biện. Do đó, anh này không thể nhìn thấy cái đẹp trong bức tranh trên. Biện hộ đặc biệt sở hữu hai đặc tính. Một, người phạm ngụy biện áp dụng hai tiêu chuẩn khác nhau cho cùng một trường hợp. Và hai, người phạm ngụy biện không chứng minh được một cách hợp lý vì sao phải áp dụng hai tiêu chuẩn khác nhau. Đơn thuần áp dụng tiêu chuẩn kép chưa đủ để kết luận rằng đó là một ngụy biện biện hộ đặc biệt. Để được gia nhập hàng ngũ của ngụy biện này, hành động áp dụng tiêu chuẩn kép phải đi kèm với đặc tính thứ hai mà tôi vừa nêu trên. Nếu chúng ta có thể chứng minh được rằng việc áp dụng tiêu chuẩn kép là chính xác, thì đó không phải là một ngụy biện biện hộ đặc biệt, và cũng chẳng phải là một ngụy biện. Ví dụ, trong trường hợp cả hai đều phải lên bảng trả bài, và khi đến lượt mình, học sinh A không lên bảng trả bài vì bị bệnh, thì đó không phải là một biện hộ đặc biệt. Tuy nhiên, nếu học sinh này từ chối lên bảng trả bài chỉ vì bạn này nghĩ mình không phải tuân theo tiêu chuẩn đó, thì đó là một ngụy biện biện hộ đặc biệt. Thông thường,
Chúng ta rất dễ dàng nhận ra khi ai đó đưa ra những tuyên bố từ chối tiêu chuẩn, chỉ vì tiêu chuẩn đó không áp dụng cho người nói, và chúng ta cũng sẽ không chấp nhận những phát biểu kiểu này. Do vậy, trong hầu hết trường hợp, để tỏ ra có lý, người phạm ngụy biện sẽ nêu ra những lý do đi kèm với phát biểu của mình. Trong nhiều trường hợp, những lý do đúng đôi khi có thể bị hiểu nhầm là những ngụy biện biện hộ đặc biệt. Đó là những tình huống mà đúng sai của lý do không thể chứng minh được. Ví dụ, bạn tôi lái xe đi chơi Vũng Tàu và mọi người thay phiên nhau lái xe. Đến lúc tôi phải lái thì tôi bảo rằng tôi không thể cầm lái được vì tôi bị chứng sợ lái xe. Trong trường hợp này, tôi khó lòng có thể chứng minh được mình có bị chứng sợ lái xe trước các bạn bè mình, trừ khi lúc nào tôi cũng mang theo một giấy chứng nhận của bác sĩ, và do đó có nguy cơ bị xem là ngụy biện. Ngụy biện biện hộ đặc biệt có thể được viết lại dưới dạng sau. Một nhỏ, người A chấp nhận tiêu chuẩn B. Hai nhỏ, tiêu chuẩn B xảy ra với người A. Ba nhỏ, người A tuyên bố rằng mình là ngoại lệ của tiêu chuẩn B đó. Ngụy biện duy truyền. Tôi không tôn trọng tài năng là mấy. Tài năng có được là do di truyền. Điều quan trọng là bạn làm gì với tài năng đó. Martin Gritt. Ví dụ cho hình thức ngụy biện này. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung tối đa cho hiệu quả. Adolf Hitler cũng tôn sùng phương pháp này. Vậy mà cô định dùng nó à? Thông thường, chúng ta hay có thói quen sử dụng gốc gác như một cơ sở để đánh giá tính chất của sự vật, sự việc. Thói quen đó cũng xuất phát từ thực tiễn. Có nhiều trường hợp nguồn gốc ảnh hưởng mạnh mẽ đến những thứ nó sinh ra. Tuy nhiên, phương pháp đánh giá đó không đúng trong tất cả các trường hợp. Dù rằng như câu nói, anh hùng không kể xuất xứ, trong nhiều trường hợp, nguồn gốc hoàn toàn khác với cái nó sinh ra. Vô thức của con người có xu hướng đơn giản hóa hệ thống ra quyết định bằng cách đơn giản hóa rằng nguồn gốc sẽ tạo ra kết quả tương ứng. Lợi dụng đặc tính tâm lý này, ngụy biện di truyền tuyên bố rằng một lập luận hay phát biểu là đúng, sai hoặc mang một tính chất vì nó xuất phát từ một nguồn nhất định. Ví dụ, Tào Tháo là một kẻ gian hùng, do đó thơ ông này sẽ chẳng có chút thi vị gì đâu. Thực tế trong lịch sử, Tào Tháo có tài làm thơ và có nhiều bài thơ được đánh giá cao. Ở đây, người tuyên bố chỉ nhìn vào tính cách gian hùng của Tào Tháo mà kết luận về thơ của ông này. Như vậy là đã phạm vào ngụy biện di truyền. Ngụy biện di truyền là một lập luận thiếu hợp lý dựa trên nguồn gốc của một sự vật, sự việc nào đó để kết luận về đặc tính của chỉ riêng sự vật, sự việc đó. Ngụy biện di truyền hoạt động dựa trên định kiến cá nhân của chúng ta về các nguồn gốc. Con người lúc nào cũng có đầy những định kiến, các định kiến được tạo thành từ những kinh nghiệm và kiến thức. Một mặt giúp chúng ta ra quyết định nhanh chóng, nhưng mặt khác khiến chúng ta mắc sai lầm khi quyết định quá nhanh. Ví dụ, nếu bạn biết anh A nào đó là người bán hàng, và anh này giải thích cho bạn nghe về một sản phẩm nào đó, định kiến của bạn sẽ mách bảo bạn rằng không được tin anh A vì anh này đang cố bán thứ gì đó cho bạn. Và nếu bạn đưa ra một kết luận rằng những gì anh bán hàng này nói đều là giả dối vì anh ta đang cố bán hàng cho bạn, thì bạn đã phạm phải ngụy biện di truyền. Để tránh mắc phải ngụy biện di truyền hoặc bị lừa gạt bởi ngụy biện này, bạn cần xem xét từng lập luận độc lập khách quan trên cơ sở lý trí. Nếu muốn sử dụng ngụy biện di truyền để giành thắng lợi trong tranh luận, bạn chỉ cần đọc thêm về những kẻ tai tiếng bị mọi người ghét bỏ, hay bất cứ những gì mà chúng ta tin rằng đáng ghét và tìm ra điểm tương đồng với cái mà đối thủ của bạn đang sử dụng. Chẳng hạn như ví dụ sau đây. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung tối đa cho hiệu quả. Adolf Hitler cũng tôn sùng phương pháp này. Vậy mà cô định dùng nó à?
Ngụy biện di truyền có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, nguồn gốc của sự vật hoặc sự việc nào đó được nêu ra. Hai nhỏ, do đó, sự vật sự việc đó đúng hoặc sai hoặc mang tính chất nào đó bởi vì nguồn gốc kia. Ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. Mâu thuẫn không phải là dấu hiệu của sự lừa dối, vì thiếu mâu thuẫn không phải là dấu hiệu của sự thật. Theo Blaise Pascal. Ví dụ cho ngụy biện này. A. Tất cả mọi người đều thích xem bóng đá. Tớ không thích xem bóng đá nên tớ không phải là người bình thường rồi. B. Cậu ăn nói thật vớ vẩn. Một lập luận dù có căn cứ đến mức nào, nhưng nếu các tiền đề sai thì lập luận đó cũng không thể đúng được. Ngụy biện tiền đề mâu thuẫn phạm phải lỗi này trong lập luận khi những tiền đề không thể cùng lúc đúng được. Trong ngụy biện này, một trong hai tiền đề phải sai và do đó kết luận cuối cùng không thể nào đúng. Ví dụ, tất cả mọi người đều thích xem bóng đá. Tôi thì không thích xem bóng đá, do đó tôi không phải là người bình thường. Lập luận trên thoạt nhìn trông có vẻ đúng. Tuy nhiên, vì hai tiền đề mâu thuẫn với nhau, nên một trong hai tiền đề phải sai. Trong trường hợp này, nếu tiền đề tất cả mọi người đều thích xem bóng đá là đúng, thì tiền đề tôi không thích xem bóng đá phải sai vì tôi cũng được tính là con người, và ngược lại. Vì hai tiền đề mâu thuẫn với nhau, do đó kết luận ở đây cũng không chính xác. Sự thú vị của ngụy biện tiền đề mâu thuẫn là nó tuân theo logic một cách rất chặt chẽ. Khi đối thủ của người phạm ngụy biện nhận ra điểm gì đó không đúng trong lập luận này, người phạm ngụy biện sẽ lập tức khẳng định rằng lập luận của mình hết sức logic bằng cách nêu ra rành mạch hình thức lập luận đằng sau. Nếu đối thủ không hiểu về ngụy biện tiền đề mâu thuẫn, thì sẽ không có cách nào giải thích được vì sao mình lại thua. Với ví dụ trên. A. Tất cả mọi người đều thích xem bóng đá. Tôi thì không thích xem bóng đá, do đó tôi không phải là người bình thường. B. Anh đang ngụy biện, lập luận như vậy không đúng. A. Sao mà không đúng chứ? Xem nhé, tôi lập luận theo hình thức tất cả A đều B, C không B, do đó C không phải là A. Đây là một lập luận logic mà. B. Nhưng tôi thấy nó không đúng. A. Anh thử chỉ ra xem nào. Thông thường, ngụy biện tiền đề mâu thuẫn thường không thể được sử dụng trong đời sống hàng ngày một cách lộ liễu, vì người nghe sẽ nhanh chóng nhận ra có cái gì đó sai và không chấp nhận lập luận này ngay cả khi họ không tìm ra hay chứng minh được nó sai cái gì. Tuy nhiên, người phạm ngụy biện vẫn có thể dựa trên những phát biểu niềm tin thông thường để đưa ra những phát biểu mang tính chất ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. Một trong những ví dụ kinh điển của loại ngụy biện này như sau. Thánh thần là bậc toàn năng, vậy thánh thần có thể tạo ra một tảng đá mà chính ngài cũng không thể nhấc lên nổi không? Với những người sùng đạo, đây thật sự là một câu hỏi khó trả lời. Ngụy biện tiền đề mâu thuẫn có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, tiền đề A. Hai nhỏ, tiền đề B. Thực tế nếu B xảy ra, thì A không xảy ra và ngược lại. 3. Kết luận C rút ra dựa trên việc cả hai tiền đề A và B xảy ra. Ngụy biện giả thuyết. Bài kiểm tra chuẩn xác duy nhất về giá trị của một giả thuyết là sự so sánh giữa tiên đoán với kinh nghiệm. Theo Milton Friedman, ví dụ, nếu không có Graham Bell thì đến giờ chúng ta vẫn liên lạc với nhau bằng cách viết thư và gửi bằng chim bồ câu. Tất cả chúng ta, trừ những nhà khoa học nào đó đang nghiên cứu cỗ máy thời gian, đều hiểu rằng lịch sử là những gì đã qua và không thể thay đổi được. Tuy nhiên, rất nhiều người không hài lòng với hiện tại và từ đó có suy nghĩ rằng nếu có thể quay ngược thời gian
thì hiện tại giờ đã khác, thường là tốt đẹp hơn với họ. Dựa trên suy nghĩ đó, nhiều người tin rằng hành động giả định điều gì đó ngược lại với thực tế là đúng đắn. Ngụy biện giả thuyết là ngụy biện vận dụng dựa trên cơ chế tâm lý này bằng cách đặt ra một giả thuyết rằng nếu có một sự kiện nho nhỏ nào đó được thay đổi trong quá khứ, thì hiện tại sẽ khác đi rất nhiều. Ví dụ, những học trò lười biếng thường hay ngụy biện bằng phép biểu sau đây. Nếu trước khi đi thi, tôi chịu khó học bài một chút, thì chắc chắn bây giờ điểm số của tôi đã khác rồi. Tôi vốn thông minh cơ mà. Phép biểu trên là ngụy biện, vì chữ nếu ở câu trên là rất vô căn cứ. Dù có chắc chắn đến mức nào đi nữa, thì chúng ta không tài nào chắc chắn được rằng khi vế sau nếu xảy ra, thì thực tế hiện tại có bị thay đổi như người phạm ngụy biện trên đã kết luận hay không. Đơn giản nhìn nhận, nếu tất cả chúng ta đều chấp nhận những chữ nếu trong quá khứ, khác với nếu sử dụng để hình dung những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Bằng cách đó, rất nhanh chóng, chúng ta sẽ sống trong một thế giới của những giả thuyết hoang đường đến không tưởng như nếu Graham Bell không tồn tại, thì ngày nay chắc chúng ta vẫn còn liên lạc với nhau chỉ bằng viết thư giấy và gửi thư bằng bồ câu. Hay, nếu Pele không sinh ra, thì tuyển Brazil sẽ chẳng bao giờ vô địch World Cup năm 1958, 1962 và 1970 được. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp lập luận sử dụng giả thuyết là đúng. Những lập luận như trên, hay ở ví dụ về cái cậu học trò lười biếng, chỉ bị xếp vào hàng ngũ ngụy biện khi những giả định thay đổi chi tiết nào đó trong quá khứ, có thể hoặc không thể thay đổi theo cách mà người phạm ngụy biện tuyên bố. Như trong ví dụ trên về Graham Bell, nếu ông này không chế tạo ra điện thoại, thì cũng có khả năng sẽ có người khác chế tạo ra. Từ đó, kết luận ở vế sau không có căn cứ đầy đủ, và do đó, đây là một trường hợp ngụy biện giả thuyết. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi trong quá khứ chắc chắn dẫn đến thay đổi cụ thể nào đó ở hiện tại, và không được coi là ngụy biện. Ví dụ, một cậu học trò lười bị điểm kém môn toán, và cô giáo cho cậu học trò này đặt ân là nếu chịu làm bài và nộp vào đúng 2 giờ chiều ngày thứ hai, thì dù làm bài sai đến đâu, cô giáo cũng cho cậu 5 điểm để qua môn toán. Kết quả là cậu ta nộp bài trễ hơn thời gian quy định. Khi đó, cô giáo nói, nếu em nộp bài trước 2 giờ như tôi đã quy định, thì em đã qua được môn toán rồi. Ở đây, phát biểu của cô giáo không phải là ngụy biện giả thuyết, vì hành động nộp bài đúng giờ của cậu học trò chắc chắn sẽ thay đổi hiện tại theo như kết luận của cô giáo. Do vậy, để phân biệt đâu là ngụy biện giả thuyết và đâu là một lập luận có căn cứ sử dụng giả thuyết, chúng ta hãy nhìn vào tính chắc chắn và xét đáng liên kết giữa tiền đề và kết luận trong lập luận. Ngụy biện giả thuyết có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Một nhỏ, thực tế A xảy ra và do đó B hiện tại. Hai nhỏ, nếu A phẩy xảy ra thì xảy ra B phẩy hiện tại. Không chắc chắn rằng trường hợp đó là duy nhất. Ba nhỏ, do đó A phẩy xảy ra thì B phẩy xảy ra ở hiện tại. Vậy là bạn đã gặp rất nhiều ngụy biện với những cách thức khác nhau. Tất cả những ngụy biện này đều nhằm đến mục đích chung là qua mặt bạn. Vì với nhiều người, trong đó có tôi, số lượng ngụy biện có vẻ quá khó nhớ và nhiều quá. Tôi sẽ phân chúng thành 4 nhóm lớn, dựa trên cách chúng đánh lừa bạn để tiện theo dõi. Đó là nhóm xét đáng, cấu phần, mập mờ và bỏ sót. Với nhóm xét đáng, chúng ta có các trò ngụy biện sau. Suy luận dèm pha, ai cũng làm vậy. Ngụy biện cảm tính, ngụy biện chủ quan, lập luận cái mới, lợi dụng quyền lực, bác bỏ ví dụ, ngụy biện ôn hòa, ngụy biện tâm lý, ngụy biện lòng trắc ẩn. Đối với nhóm cấu phần, gồm các trò ngụy biện, điệp nguyên luận, khái quát hóa vội vã, ngụy biện nhân quả, đánh lạc hướng, ngụy biện người rơm, lý luận tuột dốc, ngụy biện rẽ đôi, ngụy biện kẻ cờ bạc, phán vì dối, loại suy sai lầm, và hai sai thành một đúng.
đối với nhóm ngụy biện mập mờ gồm có lối nói lập lờ, ngụy biện tổng thể, thay đổi tiêu chuẩn, trẻ con cũng biết. Và đối với nhóm bỏ sót thì gồm ngụy biện bất khả tri, câu hỏi phức và thủ tiêu ngoại lệ. Các ngụy biện khác, ngoài những ngụy biện phổ biến mà tôi đã trình bày ở trên, vẫn còn rất nhiều những loại ngụy biện khác mà tôi không nêu chi tiết, vì chúng là những biến thể yếu ớt của các ngụy biện đã nêu trên, hoặc do chúng ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo bạn có cái nhìn đầy đủ về tất cả ngụy biện, tôi sẽ nêu vắn tắt những ngụy biện còn lại ra đây. Ngụy biện phân hóa. Cái gì đúng với tổng thể nhóm thì cũng đúng với từng thành viên trong nhóm. Ví dụ, con người biết suy nghĩ, con người là một tập hợp nhóm tế bào, do đó tế bào cũng biết suy nghĩ. Ngụy biện đám đông. Phát biểu nào đó là đúng vì hầu hết mọi người tin rằng nó đúng. Ví dụ, nếu bạn là người Việt Nam thực thụ thì phải tin tưởng rằng tuyển bóng đá Việt Nam là đội tuyển cống hiến nhiều nhất, vì người Việt Nam nào cũng tin vào điều đó. Ngụy biện duy truyền. Đặc tính của một người sẽ quy định đặc tính của những tác phẩm hay phát ngôn của người đó. Ví dụ, Tào Tháo là một kẻ gian hùng, do đó thơ ông này sẽ chẳng có chút thú vị gì đâu. Ngụy biện khẳng định hậu thất, lập luận sai lầm thay vì theo hình thái lập luận đúng. Nếu A thì B, A, do đó B. Ngụy biện này có dạng, nếu A thì B, B, do đó A. Ví dụ, nếu tôi có 100 tỷ thì tôi giàu có. Tôi giàu có, do đó tôi có 100 tỷ. Ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. Thiết lập các tiền đề sao cho chúng mâu thuẫn lẫn nhau. Ví dụ, nếu Thượng Đế có thể làm mọi thứ trên đời, Thượng Đế có thể tạo ra một hòn đá mà chính Ngài cũng không nhấc nổi không? Ngụy biện nỗi sợ. Thứ gì đó phải đúng hay sai, vì nếu không sẽ xảy ra một hậu quả xấu. Ví dụ, cuộc sống sau cái chết phải tồn tại, vì nếu không, sau khi chết loài người sẽ đi vào hư không, không bao giờ quay trở lại. Ngụy biện biện hộ đặc biệt. Dùng một lập luận để hỗ trợ, nhưng chỉ người phạm ngụy biện mới được sử dụng mà thôi. Ví dụ, tôi hiểu bạn không thể nào thấy được cái đẹp trong bức tranh này, vì chỉ có người có con mắt thẩm mỹ như tôi mới nhận ra điều đó. Ngụy biện ngoại lệ chứng minh quy luật. Sử dụng một ngoại lệ nào đó để chứng minh rằng có một quy luật tồn tại. Ví dụ, cấm học sinh không được trốn ra ngoài trong giờ lên lớp, không có nghĩa là có luật cho phép học sinh được quyền trốn ra ngoài vào những giờ không lên lớp. Ngụy biện không liên quan. Tiên đề không hỗ trợ kết luận. Ví dụ, anh ấy sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo, do đó anh ấy viết chữ rất đẹp. Ngụy biện giả thuyết. Sử dụng giả thuyết để đưa ra lập luận. Ví dụ, nếu tôi chăm chỉ học hành hôm qua, thì hôm nay chắc chắn tôi làm bài được. Quả là một quyển sách hài hước và thú vị đúng không các bạn?